Vì tại sao anh em hiểu là tại sao ngày hôm nay bọn tôi lại lại đến đánh Malenia cho nó có cái content cho nó hay đã. Sau đó bọn tôi lại quay trở về với content đánh 300 con, em hiểu không Hunter? Tức là chúng ta cứ phải có một cái con nào đấy nó mang tính chất nó là cái key ấy, em hiểu không? Keyword của một cái buổi chơi. Sau đó chúng ta mới lại chuyển sang đánh 300 con bot. Đấy, nội dung lại content nó phải như vậy, em hiểu không? Đấy, mình giữ chân người xem. Đây lắp mề đay rồi mình lên. Nếu chuyện này là sẽ gặp một cái thằng mà có thể lấy bộ quần áo cho Vũ đấy, bộ quần áo pháp sư đẹp nhất trong game này luôn. Thay cái bộ ấy đi, bộ vớ vẩn. Lên đây đứng nào. Đấy, đứng không là anh lên mất đây này. Vâng ạ. Chạy lên đây nhanh lên. Sao cái thằng nhân vật của ta nó lại có cái dâu quay nón ấy? Ta có cài dâu quay nón bao giờ đéo đâu nhỉ? Sao cái mặt nó bây giờ lại thành cái dâu quay nón chung thằng hề này? Quay nón đéo đâu? Đây này, mày nhìn cái mặt thằng nhân vật của ta mà xem. Trông cái khác đi thằng hề không? Đâu 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 anh. Cảm ơn giáo sĩ công nghệ. Đây này, em nhìn cái mặt kia. Về Rinala chỉnh lại dâu thôi. Thôi, nhưng mà anh chả hiểu hồi đầu chat à? Giga chat à? Chắc cái dâu này chắc có thằng nào chuyên đây, thằng chó nó làm cho gì đấy? Đấy, đang lên đấy. Đừng làm cái ấy là được rồi. Điêu hiểu phải đứng vào đấy chứ. Đứng đâu? Ngu, đứng vào cái thang máy ấy chứ. Sao vậy? Ai chả được. Ồ. Ở đây lên rồi. Đi thẳng thôi. Đi thôi. Nó đạt lại chạy bộ thế, khổ thế thì ngựa mà đi. Anh đạt nô lệ à? Đạt. Để tôi xếp lại canh này. Hunter em nói thế. Ai bảo chúng mày khi ở em đó về cái vụ về đặt vòng với lại với lại cái gì thì em mới chẳng bực. Ai khi á? Vũ khí à, chứ còn anh lúc nào chẳng gì đấy, người ta đang nói kiến thức Hàn Lâm một cười nhỉ. Kiến thức ở đâu gì liên quan đến con chó phốc thế thằng kia luôn canh này. Ôi thằng này vớ vẩn giết làm cái gì cho mệt em, bỏ qua đi mày nhồn này. Không vớ vẩn đâu anh, mà chém đau đấy. Đau nhưng mà nó yếu máu giấy nhưng mà chém đau, đúng rồi. Bọn tôi đang ở trên trời anh em nhá, anh em nhìn thấy chưa, tôi đang ở trên trời nhá. Hôm trước ra ngoài shop tôi gặp một anh em ở trong Nam ra Bắc chơi, ra Hà Nội chơi. Anh ấy tâm sự là em định lên Sapa cho em mua hết áo len áo lủng lên Sapa rồi anh ạ. Lúc đấy bọn tôi suy nghĩ lắm, đắn đo lắm, bọn tôi mới dám nói với anh em đấy cái sự thật là mùa hè ở Sapa nó cũng đeo kém gì Hà Nội. Chứ nó có lạnh đéo đâu em. Khổ. Người anh em đấy có nhiều mua áo len áo lủng chuẩn bị sẵn sàng lên Sapa, cảm giác kiểu nó tưởng là nó sẽ giống như là mùa nào lên nó cũng có tuyết chứ. Đây anh Vũ thì cái thằng áo đỏ mà trên đầu nó có ngọn lửa cái chưa? Đấy, bộ đấy sẽ cho mày. Dạ. Ừ. Vậy áo đẹp. Cái bộ đấy bộ Bettinger. Bộ đẹp mà. Không, bộ ấy cho Vũ. À. Anh đã ngắm cái bộ ấy cho Vũ từ lúc Vũ bắt đầu chơi pháp sư rồi. Thằng này lấy bộ đấy à? Ừ, giết nó thôi. Em giết mấy thằng này để lấy gì nhá? Để lấy phép máu này. Giết nó thôi. Giết cái thằng đây này, to tướng cái này. Giết nó đi, lấy bộ quần áo luôn. Giết cái thằng béo kia cơ mà. Nó nào? À, to tướng kìa. Ừ, bộ đấy cho mày đây, nhìn thấy chưa? Để đội cái về chiếc cốc lửa. Bộ đẹp nhất mẹ game luôn thì thế nào? Chiếc cốc lửa. Nó thật là quần mày. Ôi con mày, con mày rồi. Harry Potter vào chiếc cốc lửa đây. Quả roi của nó. Quất ôi đấy, quất lửa truy phong rồi. Anh ấy quất đầu đấy. Ui ôi, roi đấy, Vũ sẽ lấy được cái roi đấy đấy. Quất thì thôi rồi luôn. Ôi rồi bắn. Yếu lắm Vũ ạ. Yếu lắm. Anh này kinh mà. Anh này bot tanker mà, bot tanker đấy. Anh này bot ẩn mà. Dũng chơi tanker mà. Không, anh tia bọn cho Vũ rồi. Mình béo rồi, quả roi này. Béo mẹ rồi. Để thằng này bố la bố lêu với chúng tôi à? Ai à? Chết được. Mày là bố mày á? Bố lao với bố mày. Bố lao với bố mày. Bố lao với bố mày.
Đéo có gì cả. Ơ ờ? Ơ chỉ được một cái mũ à? Phải giết nó lần nữa rồi, đây em cho Vũ cái mũ này. Được cái đồ gì? Đây. Mũ đây. Mũ đẹp nhất game, quý lắm mới cho đấy chứ. Bộ này nặng lắm á. Đấy, nhặt đi. Nặng cái gì nữa, phải đẹp chứ. Ôi, nặng cái gì đẹp. Mặc lên thì mặc cái bộ kia trong nhà quê với Linh. Thật, bộ trông chán cả cái tim đi, nó chả có nét gì. Đấy, quay lại ngồi đi, rồi quay lại đánh nó phát nữa. Cái gì? Đẹp không? Cái này là mẹ. Ôi, thế này anh em thấy Vũ, anh em thấy Vũ thượng đẳng hẳn chưa? Bố của thượng đẳng mẹ luôn đi chứ nhau. Mặc cả cái áo chứ, mặc cả cái áo. Chưa có áo, quay lại ngồi cái đã. Thì đầu bìu như mày bị cắt, nó bị. Ơ, không có áo á, em sao rơi ra cái áo này. Ờ, thế này cho Vũ đi. Đấy, mỗi người giao một phần hay sao? Nó bị thắt ở cái chỗ đoạn cái đầu rồi. Đấy, lấy cái Hunter ném ra kìa. Đấy, mặc vào. Mặc cái bộ đấy trông thượng đẳng hẳn chưa? Đấy, em thấy chưa? Ui, rồi, ui, mẹ. Trông được khác biệt chưa? Mẹ, trông bét mẹ tim luôn. Đấy. Thế mà đầu Vũ đéo bốc lửa nhỉ? Ừ. Châm lửa lên. Hay là phải bốc lửa? Đứng nguyên để em châm lửa cho. Múp vãi đài luôn. Đứng lên châm lửa cho. Châm lửa cho. Đây, đưa rước đúc Olympic đây. Ngồi xuống mới chết luôn chứ. Đéo được. Thế không đi được à? Mặc cái lửa. Lấy cái gì và hoặc là đội cái mũ kia cũng được, đội cái mũ dài cũng được, xong rồi mặc cái áo này. Còn mũ này đẹp. Những bộ này đẹp. Tao thật là trông nó khác biệt hẳn luôn đi, chứ còn chơi mấy cái bộ kia chơi đéo gì. Đây, đừng trỏ lửa đầu cái mũ này. Ôi đi nhìn lên đi. Không, ở đây chỉ có cái thằng ấy thôi. Thằng đấy là thằng mạnh nhất rồi. Cái gì đấy? Giết hết chưa anh? Giết hết chứ. Mấy thằng vớ vẩn thì giết mất thời gian. Đến đây ngồi cho nó nhanh. Canh up. Canh up được up level đấy không mất loot. Có anh kìa, nó như kiểu ấy mà. Tiểu rác á. Ok, tôi đã vừa phải đấy mày. Nhiều thế. Rồi, chạy đây, còn chạy nhanh nhá. Từ từ chân đi. Đây, giết cái con chó ấy luôn này. Ủa, cái gì đấy? Cái gì là cái gì? Hunter, ngọn lửa thích nộ à? Vâng. Giết cái này. Cái con chó này này. Ở trong lâu đài ấy. Con này có trổ thổi băng đấy nhá. Con này Vũ không bắn được cái chòi đâu. Bắn chúng thì đéo được. Là cầm đao mà lao vào. Ủa. Bài phát lên mạng là chết. Mày này. Kìa, con nữa kìa, ơ kìa. Nữa à? Nữa luôn. Ơ kìa. Ôi. Bài ngạc chết được, ngồi thật đấy nhỉ. Ê, dồi ôi. Vũ. Rồi đã. Đánh nó đeo vào trước. Ơ kìa, sao nó đơ ra rồi. Hunter nó lôi đôi phạc máu ra, nó phạc cờ rít. Đạt đâu rồi? Buồn vào đấy. Thế cái năm nay thi đại học người ta là gen gen gì? Nên thi đại học là vẫn là gen Z à? Hay là đến gen gì rồi? Chắc có gen Z chứ. Đây đây, đi đường này, đi đường này, đi đường này.
chung là mà đéo là một gen mà kéo dài từ tận năm 95 đến tận 2005 cơ. 10 năm à? Là cũng gen Z mà tôi có gen K cho nên là bọn tôi cũng gen K. Bọn tôi hơi có xích mích tí nha. Đây lên đây lên đây lên đây lên đây. À, đéo được đây. Đây cứ vào đây thôi thì từ bỏ từ đầu. Lên đi. Mấy bố 9X sau khi chửi bọn Gen Z bây giờ nhận ra mình cũng là Gen Z. Đấy, kiểu ở Hunter đấy. Hunter em có biết mình là Gen Z không? Dạ, dạ cái gì vậy? Em có biết em là Gen Z không? Không, em không biết em là Gen Z. À, thế em thấy là mình có phải là Gen Z không? Mình là em phải là Gen Z không? Em 95 mình chắc là Gen Z rồi. Ờ, thế thì em có thấy bực với những gì mà bọn anh vừa nói không? Anh nói cái gì cơ, em không nghe rõ. À, không nghe rõ luôn à? Đấy, thế chứng tỏ anh em thế chứng tỏ Hunter không phải Gen Z nào thôi. Thì sao gì đây? Nó bắn tên chứ cái gì? Mấy thằng trên tường thành nó bắn kinh lắm đấy. Ờ, đúng rồi. Chạy nhanh này, không chết anh này. Ơ kìa. Tình của bố mà này. Ờ, Hunter bây giờ nó khôn lắm anh em. Ngày xưa là nói cái gì là nó nghĩ gì là nói đấy. Bây giờ nó khôn lắm, nó nói nó tính toán trước hết rồi. Giả ôi ngây giả ngô lắm. Em Hunter của tôi đâu còn người em ngây thơ năm xưa. Lần này mà có Mio vào nó bị ấy anh em. Khác ngay. Thơ mồn hẳn đúng không? Ừ. Cứ em không nghe rõ anh nói cái gì thôi. Ôi ơi, cẩn thận chim nhá. Vì lượng phản ứng càng nhanh ngay. Ôi con mẹ rồi. Phản ứng nhanh mà em. Giết con chim khốn nạn đây này, con chim cắn đau lắm này. Thôi kìa. Em lại rơi mẹ xuống đây rồi. Đi lại, lên lại rồi. Lên đi em. Đây là con xếp này. Đâu? Dưới à? Trên. Đấy, chạy vào, chạy vào đây. Có anh này cho Vũ solo này. Này, thằng đéo nó solo được tao. Chạy thẳng trên kia luôn nhá. Có chỗ ngồi luôn đấy. Không giết à? Để đập trên. Mấy thằng này giết làm cái gì? Mệt người. Trong kia nó có thế hệ Gen Z là thế hệ gồm những người sinh từ cuối những năm 1990 đến năm 2010. À, tức là cuối 1990 hả? Anh Vũ. Anh dính em Vũ. Cuối 1990 mà em sao lại dính Vũ được? Cứ em 91 trở đi. Bao gồm cả hàng đạp vào đấy thôi. Gen Z luôn. Cuối 1990 tức là phải 98, 99 đi. Đéo hiểu Vũ thì bây giờ cười à? Gen Z là thế hệ. Tưởng là cuối năm 90. Cuối những năm 90. Là những người... Cuối thập kỷ 90 còn cười. Là những người từ năm từ 1995 đến 2012 này. Có hầu hết các thành viên thuộc cái hệ Gen Z đều tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ. Hunter em được tiếp xúc với công nghệ từ bé luôn à? Vâng vâng đúng không? Đấy đúng rồi, thế đúng rồi. Đi lên đây đây đi lên đây đây, ngồi xong rồi lên đây đây. Thông tin nào anh em bảo là Gen Z là 990 luôn. Cần đến cái chỗ đánh anh cái cờ từ đây này đi nhanh lên, đâu rồi? Ok. Rồi trả lên, trả lên. Hai thằng kia đâu rồi? Ôi giời. Mẹ ông đánh mình không kịp làm gì luôn ạ. Vũ đâu để đó vậy? Ok. Đi vào đấy. Thôi đi lên đi. Đánh anh cầm cờ này kinh lắm ấy nha, tao nói trước ấy. Đâu anh đi đâu? Cứ lên đi đã, cứ chạy thẳng lên đi. Đấy anh cũng thấy Berlin à? Đi đây à? Ây à! Ủa? Con à! Hunter đâu? Ơi, Hunter vào sau à? Vâng đấy, vâng. Nhìn anh cầm cờ chưa? Thằng nào bị anh chém từ phía sau rồi đấy. Mày tĩnh canh ơi. Tại sao chúng mày cắm vào tao hả mày thằng chó? Đâu chiến chưa? Đích. Có giết thằng đệ hay là giết thằng chính? Giết đệ trước thì mới giết chính được. What?
Ai à? Nó thông minh vãi, thấy Hunter đang búp rồi nó ra nó xin Hunter trước. Vậy phạm không sát là gì ạ? Ui ôi ôi ơi. Ui ôi, sao nó cứ đánh tao vậy, nó giết tao rồi. Ý, sao nó cứ gặp mặt mình cái gì đéo nào. Đùa đâu, còn đéo đùa. Em có cạc à? Bọn này nó kinh quá. Bọn này kinh lắm đấy, đéo đùa. Tao bảo mà thằng này nó tởm lắm. Đánh thằng đệ của nó còn vừa chạy. Kìa, cái đéo gì thế này. Người anh hùng thế giới Elden Ring đéo gì. Ơ kìa. Ơ kìa kìa. Anh em nhìn trông. Người anh hùng thế giới Elden Ring. Đạt đã ra đi. Nó bảo mà thằng này nó bố đời lắm mà lại. Anh Vũ không bắn KB à? Bắn KB người ta. Bắn B2 nữa rồi. Vũ có KB này. Ôi giời ơi đạt. Thôi thế này thì đánh bằng sân trang cơ. Thì bây giờ đánh bằng file thiết khó đánh lắm. Ôi ôi trông kìa. Trông kìa. Thằng này khó mà. KB luôn. Tính ra thằng này còn khó hơn Malenia luôn nếu mà đánh kiểu đánh một mình luôn. Mà bây giờ nó còn x4 máu lên. Bà giáp thằng này rất trâu đấy. Trời ơi, nó còn bắt được cả đường chạy. Chạy. Bọn này nó bá đạo lắm mà. Ngày xưa tao vẻ gần như là phun sửa trang cầm đao ra đan đập sờ kim như đúng rồi mà vào gặp nó còn chết lên chết xuống mi mic mi mủng phải ra gánh vãi trưởng luôn đấy. Con này phải đánh phun sửa trang mà đánh được đó. Đánh đách điếc mày. Nhưng mà không đánh con này sao mà lên chỗ Malenia được. Không may nó không lấy được cái mê đay để ấy chứ. Nhưng mà có một cách đánh con này dễ hơn đó là dùng cái bùa ngải ấy. Cho bọn nó đệ của nó tự đánh nó. Chia nhau ra từng thằng đánh ạ. Ok thế thì là tôi với Đạt sẽ phụ trách hai thằng đệ, còn Vũ với lại Hunter phụ trách thằng bot nhá. Được không? Em có hai thằng đệ mà. Ừ. À có ba thằng đệ cơ, không phải hai thằng đệ đâu. Hai đi mà. Ba hai đi mà em. Thế nào mấy thằng kia đi lâu thế? À, ok. Vào đây. Em nghĩ là Kame một mình. À rồi. Em thôi là để. Vào đây, Dũng ơi, vào đây. Ôi ôi, còn mẹ nữa chứ. Ông chưa, chốt chưa để ra Kame thằng đệ đây. Kame đi, còn đợi đéo rồi. Ôi kìa. Đạt thế nào mà chỉ có bằng nhanh vậy. Ờ từ từ quá rồi anh em rồi. Xử lý thằng chính. Ui. Đau quá. Anh à. Anh à. Ôi ôi. Ôi ôi. Đéo được rồi anh chính này anh đéo cho đúng mẹ skill anh ấy rồi. Bật bố mày á con. Mày đánh nhanh với trưởng luôn đấy. Chơi đấy. Thạc máu có tác dụng với bọn này không phải là người thật, là linh hồn. Chơi bố mày đấy. Ờ, xử luôn kia đây, hai anh em tất cả xử luôn kia đây. Đó, em còn dạy. Đó. Còn anh kia thôi. Đó, bót rồi. Đá sẽ nguy hiểm nhá. Đá này là phải lên, đá lúc nó, đá sẽ là phải lộn đấy. Nó phạt cái đòn đã, ui. Vừa mới nói dứt mồm. Anh ơi. Lô, anh ơi. Lô. Đừng đó. Thế đéo nào mình vẫn chưa chết nhỉ? Pha nó đá nó nảy lên phải lộn pháp. Ui. Này. Chết.
Anh Vũ bắn gì thế? Vũ bắn đi, Kame đi! Kame đâu? Nó nhảy đi, Kame nhảy. Như cái lúc nó đang luyện thì nhảy bắn đi! Lúc nó nhảy anh Khương một nhịp rồi lộn. Vũ đi rồi. Về. Đấy mồm cũng bảo Kame, nó đang dình nhảy với Kame cả. Đâu đưa anh em. Cái lần trước đi nó luyện bao lâu đứng yên thì đéo làm. Nó luyện, đéo hay biết là nó nhảy không, nó dứ. Dứ đéo gì? Lại tiếp. Anh ơi. Lộn là thế, lộn là lộn, nó lộn là mình sẽ chắn nó một phát đấy. Chờ nó lộn, chờ nó nhảy ấy. Đúng rồi, cứ một người tăng hết, một người đánh. Kìa, nó đá. Ui, hết máu rồi. Rồi ra cho em, ra cho em. Ui rồi. Mẹ đòn này nó chỉ cần rậm cái là không mẹ. Được, Hunter đánh rút máu được mà. tầm full map mà. Được, hay. Nó điên rồi, nó nhầm rồi. Được đấy, Hunter làm được. Hãy cho Vũ thấy đi em. Hãy nhớ đến cái vẻ mặt tháo hốc mồm của Vũ khi thấy em sẽ được con boss. Hãy nhớ đến lúc đấy là làm động lực em ơi. Nhớ đến cảnh đấy em ạ. Hàm dưới của Vũ sẽ hạ xuống giận dưới gót chân. Cố lên em. Được mà. Yên tâm đi. Vũ nó há mồm rồi. Con máu. Được. Đấy, tuyệt vời. Có thể đéo là ai ngồi vào đây. Em chỉ có ai ngồi, em đéo đánh chết. Ai ngồi được. Vũ ngồi đây em ạ. Vũ ngồi đấy. Thằng bắt dậy Vũ, mẹ đéo hiểu sao ngồi lúc em mà đang đánh ạ. Đéo hiểu trời bẩn thưởi. Gần giết được rồi. Đúng anh em Phan Giang. Nếu mà đạt chết sớm đéo chịu được, bảo phân ra mỗi thằng nhiệm vụ một thằng đệ. Vừa vào chưa kịp đéo đã chết mẹ rồi. Thời Refire nó yếu quá. Chơi để tâm vào, ok. Chơi cái Free Fire này yếu quá, các phải đổi lại rồi. Thế là kinh rồi, kinh rồi. Ngồi hết đi, không có lại quên ngồi đấy. Hunter ngứa ngồi đi nha em nhá. Kéo phải. Bây giờ như này nhá, nếu như tối nay bọn tôi không đánh được con này ấy, là anh em ngày mai thì học trượt hết. Còn nếu như bọn tôi giết con này là mai chắc chắn đỗ nhá. Đấy, tôi nói luôn thế thôi. Mặc quần áo vào thôi, mặc giáp mặc vào đi. À để đội đúng mũ Intel vào cho. Đánh như vậy đến 6 giờ sáng thì sao? Thì có phải đánh như sao? 7 giờ 15 mới thi mà. Ơ cái con mẹ cái thằng này. Ơ kìa. Ơ kìa. Nó vây tôi vào rồi đi. Là giết anh rồi. Ngồi khách ơi. Thế ngồi đã, ngồi đi cứu em. Ba thằng nó vây các em ơi, đánh anh đâu quá. Ngồi xong rồi. Rồi ngồi đi. Đâu? Thằng nào chạy đầu tiên thành ra mình bị kẹt ở đấy, chó đạt chạy đầu tiên đúng không? Chui rất bẩn. Đâu, ngày hôm nay mà cho đến giờ thi ngày mai mà, tôi có nói là cái lần này đéo đâu. Cho đến giờ thi ngày mai cơ mà, 7 giờ 20 phát đề và 7 giờ 30 thi mà. Là phải đánh được con này. Đấy, đến tận giờ đấy vẫn chưa đánh được, nghĩa là mọi người sẽ trượt. Đơn giản, Hunter đâu rồi? Thôi vào đi. Vào đây. Khỏi phòng luôn. Ơ là con bé. Ơ kìa, ra đây. Hai quánh cho nó không kịp thở luôn. Hù lão à. Chết mẹ mày đi. Rồi. Ô
một chỗ này nữa. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Rồi chết rồi. Chuẩn bị camera đấy. Camera, camera, camera. Chưa. Camera, đấy, camera, camera, camera đi, camera đi. Ôi, phải biết nắm ngay cái lúc đấy cơ. Đấy, đấy. Nhưng tại vì bắn chậm quá. Cùng máu đạt, đấy, hay quá. Cái địch. Địch. Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Vừa mới bị nó chơi cho một phát vệ lạnh xong một phát sau nó lao vào. Chú này, này, này chú là muốn con cháu ấy rồi. Nó chơi cho hai đòn đau không kịp làm gì luôn. Vô trách nhiệm quá. Được mà, nó mất nửa máu rồi. Được mà. Đấy, Vũ cà mê chuẩn đấy là ngon ngay. Hết cà mê rồi nhá. Ủa, hết cà mê rồi à? Hết cà mê thì bắn thường thôi, được mà, nó còn tí máu mà. Đấy. Ta kết đạt rồi. Chuẩn bị đỗ đại học của các cháu ơi. Báo tin mừng bố mẹ luôn đi. Gọi bố mẹ dậy đi, bố mẹ sẽ đang ngủ đúng không? Gọi bố mẹ dậy đi. Ok, Vũ bắn cái đéo. Chú Vũ thế là khá rồi, được rồi, thắng rồi các cháu ơi. Đỗ đại học rồi, chắc chắn luôn. Chú được, đang được, tránh được, giỏi được. Lắm, chú Hunter nhảy vào đánh như thế kia cũng thắng thì thôi. Cố các, ôi rồi ôi, các chú cố lên, các chú ơi, nó chết đến nơi rồi. Làm đến câu học sinh giỏi rồi. Nó còn tí máu thôi. Né được hết kìa. Ừ. Nó chết rồi còn gì nữa. Bẫy của bộ giáo dục cũng kinh đấy, nhưng mà đéo ăn thua. Tránh được mà. Tránh ầm ầm tất cả các đòn luôn thì nó chết rồi. Đấy. Rồi ơi. Chúc mừng các sĩ tử. Chúc mừng các cháu nhá. Chúc mừng các cháu nhá. Đỗ rồi nha các cháu nhá. Ơ kìa, sao hai chú đánh xong rồi cứ đứng đờ ra mừng quá à? Được bao nhiêu run đấy? Thế này nha các cháu nhá, các cháu chụp lại cái hình screenshot vừa rồi ấy, xong ngày mai đến phòng thi các cháu nộp giám thị nhá. Và các cháu được qua luôn ấy. Nhá. Là xác minh luôn là các cháu đỗ đại học nhá. Nhưng phải có cái screenshot vừa rồi. Các cháu hiểu không ạ? Đấy. Cái clip này chú sẽ không up lên vội đâu. Ngày mai chú sẽ up hơi muộn. Để cho chỉ có cháu nào xem cái đoạn này thôi, các cháu mới có thể screenshot được. Đấy, để các cháu sẽ nộp nhá. À, các cháu sẽ ok luôn. Ờ, cầm cái áo phò. Chú mặc áo phò đi đánh nhau. Trượt 5 năm mới đỗ. Chuyện bình thường. Ngày xưa đi thi coi như là 8 mấy tuổi, 7 mấy, 8 mấy tuổi còn mẹ còn đỗ được, còn mấy con vẫn tiếp tục còn đi thi được. Không hiểu luật đấy. Chuyện bình thường. À, lên lấy cái medal chưa? Lên 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 lấy cái medal chưa? Ok. Hai chú cứ đánh xong rồi choáng ngợp mẹ rồi sao ấy, khổ. Vui sướng cái đỗ đạp với các cháu. Sướng mà, không nói lời luôn. Hai chú cứ đờ ra luôn.
khổ. Quên mẹ mất là phải thi đỗ xong là phải đi trọng trường. Mày đây đâu? Đây, trên này. Rồi mình lấy được một mảnh thôi, bây giờ phải đến cái chỗ cái thằng cha nấp ở trong cái hũ ở ở cái làng Abinauric ấy, lấy một nửa còn lại. Chỗ Hunter từng dẫn cả team đến đấy xong rồi một cái giếng đấy. Thôi còn đây làm gì nữa? À, có khi phát cha vừa về bàn tròn để tao nâng cái kiếm lên cái. Bàn tròn nhá. Đâu rồi, còn ai không vote về bàn tròn đây? Đây. Ôi sao không kịp à? Được rồi. Được. À này, đánh cái thằng người sói đây. Đâu? Giết luôn thằng người sói luôn này. Nó chuẩn bị ra đấy, đây. Sao nó ở trong này à? Nó vẫn... Lấy bộ quần áo nó cũng được. Sao về đây thì... Người khác lại thành ấy rồi, lại thành... 100 tiền. Ủa sao bị giết hết à? Hả? Văng rồi. Không phải văng. Đấy, chúng mày không chơi à? Chứ anh tụi em chơi em không để ý à? Đến một cái đoạn là cái thằng mà đứng canh ở trước cửa này là nó gì mà? Ờ, thế tất cả người trong này thì thằng người sói giết hết rồi. Không, giết hết thì không phải giết hết. Không, lần giờ hỗ sợ. Sao lần trước là lần trước em là không, tức là hết rồi. Ờ. Sao là không roi được rồi? À phải giận. Không có. À đâu? Ủa, sao không roi gì? Vẫn ở đây mà. Mày ở chúng mày đang ở đâu đấy? Ờ, em đâu rồi? Ơ kìa. Tất cả người ở trong cái bàn tròn này nó mất hết rồi, không thấy một ai cả. Ừ. Bây giờ phải làm gì? À, ta phải về thế giới riêng của tao đã rồi, chúng mày mới vào được chứ có thấy chúng mày đâu đâu? Chúng mày đang ở đâu đấy? Em đang ở bàn tròn. Ờ, đến đây chắc là phải thoát ra khỏi thế giới rồi ấy lại. Đến cái thời điểm mà cái thằng kia nó sẽ là thằng invade mà. À, tức là nó giết hết tất cả người trong đấy ạ? Ừ. Không, nó không giết. Giết là phải là sau này lúc cái cây kia nó ấy chứ. Lúc cái cây kia bị đốt chứ. Thì mỗi người ở trong đấy mới chết, có mới chết đéo được. À chà, em bác trưởng nay vào em thấy máu tù lùm ở dưới sàn. Ờ, thằng đấy là đệ của lão gì à? Lão kia sai đi giết mình à? Đệ của cái thằng cha biết tuốt này đúng không? Vào đi ấy rồi đấy. Mở rồi đấy, vào đi. Anh tay lên rượu khác chưa, đứng ở bàn tròn thì vào. Bàn tròn vào thoải mái, văn vở. Bàn tròn vào được anh. Bảo anh Dũng dẫn đi lấy phép mê teo ở áp teo đi. Nếu hiểu cứ mê teo với chẳng mê tuét. Cam mê là phép gì đất rồi. Cam mê có trong trong danh sách các phép phá game nhất. Tất cả người ở trong mặt tròn đi đâu hết rồi. Kiếm đâu tăng cái sang vượt tia lên cái cầm bình như không. Ờ, à, cần cái viên somber 10. Này, có thằng lồn nào ngồi trên này này. Có thằng nào ngồi trên này. Đạt. Back already, no matter. Lên ấn nút E nó ngồi xuống này. Lên một cái đỉnh trong này, ấn nút E nó ngồi xuống. Lên ấn thì nó được. Chủ Đạt ngồi khổ vũ. Thôi đi. Không được à? Ấn đi. Đi thôi. Đi đâu nào? Bây giờ con đến chỗ cái làng Abinauric ở chỗ đầm lầy. Đây, tao dẫn đi. Hắn ta còn nhớ cái làng Abinauric được không? Làng Abinauric à? Okay. Đầm lầy ạ. Cái chỗ mà từng đến đấy lấy cái giếng, lấy cái gì đấy? Lấy một cái bào thai ở chỗ cái giếng đấy.
Nhớ không? Em nhớ rồi. Ừ. Thế anh em bảo có cái phép Meteo 2 của con Atel vậy. Có phép L, hiểu. Anh đừng dùng phép nào, phép Kame là phép bá nhất rồi, anh đừng bảo nghe. Bảo là phép vớ vẩn cứ nghe mấy thằng mồm lờ, đéo hiểu. Anh em toàn những người đã phá đảo hết mẹ rồi, biết hết rồi, cứ nghe mấy thằng mồm lờ. Phép Meteo bắn như cặc ấy. Đã bảo đấy, nhưng nghe Hunter chưa? Em Hunter bực rồi. Chú Hunter bực rồi đấy các cháu nhá. Anh em chú Hunter rất bực các cháu. Meteo bắn như cặc. Thôi lấy làm đéo đi. Phát tra vờ đến chỗ hình như là đến chỗ Temple Quarter hay sao nhỉ? Temple Quarter. Đã bảo họ rồi đấy, còn cứ phải cố nói. Phép đấy hơn gì cái Meteo cũ không? Phép đấy thì đúng là nó bắn như quả cầu hơn, nhưng mà anh Vũ chỉ bắn vẫn, gần thôi. Vũ vẫn cứ bị mấy cái thằng mẹ nó đéo biết cái gì, nó lùa gà mà vẫn cứ tin được. Đã bảo các anh em ở đây toàn những người đã phá đảo hết rồi. Bắn từ trên đầu xuống. Chứ không phép tin. Phép nhân thạch phế mà, ừ đấy anh em thành công. Sao đứng đây làm gì? À mình có chỗ V-League of the Abinoric đây rồi, phát cho vào đến thẳng luôn, đỡ phải gì. Ở cái khu đầm lầy chỗ Lucaria, à chỗ Renala ấy, nhìn thẳng xuống. Nhìn thẳng xuống phía dưới có một cái khu cao nguyên cao lên một tí ấy. Nó có cái V-League of the Abinoric đấy. Vốt nha. 3 trên 4 rồi. Còn Vũ đấy. Cháu nhìn thấy. Bên dưới ấy, nó bên dưới cái chỗ đầm lầy ấy. Nếu được donate 400 triệu anh sẽ làm gì? Tiêu pha đá phò chứ còn đạp cái đéo gì nữa kìa. Không hiểu dông luôn đấy. Tiêu pha đá phèo loạn lên chứ còn hiểu luôn đấy. Vì link ở dưới video rig này. Chưa ăn chơi luôn. Phép đấy nhìn đẹp thôi ở... Gặp mấy con bự tha hồ mà thả thế, nói thêm đéo. Bự thì tôi cà mê chết trà rồi. Tưởng là nó có thể khắc phục. Vũ chắc là được mấy cái thằng nó lên YouTube và xem video ấy mà. Khổ. Nó lên YouTube xem được mấy cái video của mấy thằng ở trên đấy là về là cứ đéo chú Vũ ơi. Dùng cái này đi chú ơi, đi tao lạ gì. Hỏi lại xem cái thằng mà comment đấy có phải ghen xét không? Ghen xét gì? Hỏi hỏi xem. Em gì vừa vào xem có phải. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Vô đi kìa, đến V-League đi kìa. Rồi đấy. Gặp Malaria có cờ cờ mà Kame nhé. Gặp Malaria thì có phép đéo gì cũng thế. Malaria thì anh Vũ lại đứng ra xa bắn. Thật Vũ ra xa mà bắn rồi, đơn giản. Bắn với quả cầu thiên thạch của tôi chưa. Ừ. Đấy bốn người đánh cũng lo đó. Một hai người đánh cũng lo. Đã hiểu. Chắc. Cái gì đây sáng sáng này? Hay à? Ôi ôi. À lên đây để đánh không dùng đất đúng không anh? Không, lấy cái thằng đánh ở các cái lu thôi. Dùng đất làm gì? Gì vậy? Nhưng mà như phải này đánh vào dùng đất. Anh nghĩ là ảo thuật đây. Thổi lửa như đúng rồi đây. Tiện thì đánh luôn dùng đất anh ạ. Đánh luôn. Ôi dùng đất làm gì. Mình đi cho nó nhanh em. Malenia là cái gì ngày hôm nay. Đây thằng Vũ đã đập vào cái lu này cho tao. Đập một cái rồi rất nhẹ rồi. Nhìn cái lu ấy chưa. Lu sáng đến đêm bù à. Hình như là có một em rất là xinh đẹp trong này này. Đấy. Sẽ có một con trần truồng nó chui ra. Không có. Đâu? Em không thấy nhá. Em không thấy nhá. Đéo thấy cái lu nào nhá. Thế nó không có cái lu nào? Lu đây còn gì? Không thấy cái, không ai thấy cái lu được cả. Ơ thế à? Chả có cái gì cả. Thấy em thì chưa? Chưa. Anh đập luôn đi. Anh đập rồi. Con game này anh em có công nhận với tôi nó là con game dẩm khô không? Đéo hiểu luôn, có thằng nào nó biết nó mò vào được cái góc này, nó giết cái thằng, nó đánh vào cái lu này để ra được cái thằng này, nó cho cái... Tôi đảm bảo với anh em luôn là một thằng dev ở đấy ở trong From Software.
Mà tôi nhân đây tôi nói thật với tất cả các anh em luôn là con thần trùng của bọn tôi ấy, là tôi nói chuyện cả Vũ với cả Thế Anh rồi, là bọn tôi sẽ làm một cái account fake Facebook, xong rồi gia nhập vào nhóm gia đình Dũng Duy Tiếp Game, nằm ở trong đấy vài tháng để cho cái nick nó lâu lâu. Sau khi nào game ra bọn tôi sẽ dùng cái nick đấy để post cốt truyện lên, giả vờ là đoán là cốt truyện. Đấy, để thực chất là để cho các viewer đéo hiểu cốt truyện là cái gì. Đấy, thì anh em hiểu không? Bọn tôi đã đều có sự tính toán hết rồi ấy. Nên là anh em mà trên group anh cũng thấy có anh em nào mà sau khi game ra mà thấy phân tích cốt truyện như đúng rồi ấy, thì đó là cái account fake của bọn tôi nhá anh em nhá. À bây giờ là đến lại quay lại cái chỗ gì nhở? Quay lại cái chỗ thang máy nhở, đúng không? Cái thang máy mà mình đi lên trên trời ấy. Nó là cái thang máy gì nhở? Đây Grand Leap of Row. Phía trên bên tay phải ấy, có cái Grand Leap of Row thì phải. Đúng rồi, chắc dùng cái này thì phải. Grand Leap of Row. Vùng nào? Vùng phía trên bên tay phải, phía trên. Grand Leap of Row à? Chỗ tuyết trắng ấy. Mình ra cái thang máy em. Và thang máy thì mới gì chứ? Mà không quên mất nhỉ, bây giờ ở trong nhóm nó có cái chức năng là có thể post bài dấu tên mà Vũ. Được cái nhỉ, đỡ phải tạo account nghe, bọn tôi đều lười nói thế mà có thằng đéo nào làm đéo đâu. Được đấy, Vũ post nhá, xong rồi setting setting nhá. Vote đi kìa, nếu hiểu gián điệp thì đây bọn tôi gián điệp cho chính bọn tôi. Còn ai không vote đến cái điểm đấy đây? Vote rồi đây. Vote đi. Rồi, vote rồi. Tôi nói thật với anh em luôn, kể cả con Elden Ring này tôi nghĩ cũng thế thôi. Mẹ mấy cái bí mật, cái kiểu... như vậy là cũng là có thằng ở trong đây nó nói ra hết chứ. Chắc là xuất bản cái cuốn gọi là ấy rồi, gọi là... Ender cái gì đấy? Rồi. Đi thôi em. À? Đi em thôi, đi đến Halipchi kiểu... thôi. Nghe cái tiếng như kiểu Great Rune, Great Chuyện 18 cộng Hàn vẽ đẹp lắm anh. Ôi giời ơi, mẹ thỉnh thoảng lên Facebook cho nó toàn quảng cáo mà bọn mất dạy nó quảng cáo mấy cái chuyện mẹ đồi trụy. Yếu gì? Nó nhưng mà nó chỉ cho mấy trang đầu ấy nhá. Bọn nó rất mất dạy để cái chỗ nó cho mấy trang đầu ấy nhá. Ví dụ như là bố tự nhiên lấy một mẹ kế về rất trẻ, xong rồi có cái thằng con coi như là học ngu, xong rồi tự nhiên mẹ vào kèm, nhưng mà nó chỉ đến cái trang rồi nó hết. Đấy, mẹ muốn đọc tiếp chuyện là phải coi như là vào app của nó. Đấy, chuyện mấy thằng Hàn đấy. Tôi lạ đéo gì. Nó quảng cáo trên Face luôn, kinh chứ. Leo rẽ bên trái leo lên nhá. Con gì đập đấy? Ai đập đấy? Ui ui. Mày không đập chúng nó, mày cứ đập tao vậy. Bởi đập với Black Lotus kinh lắm. Lotus giết thằng này luôn không? Rồi chạy thẳng lên luôn, chạy thẳng lên luôn. Con mẹ em Black Lotus rồi. Chạy thẳng luôn. Chạy lên đây, chạy thẳng lên luôn. Nhanh các em. Ê à. Ui, sao mà nó to phết đấy. Black Lotus mà. Không thể chấp nhận được. Vũ thì Malenia cho hai đòn là đi rồi. Ông Vũ đứng ở ngoài chơi được. Lấy ngựa đây. Giết Malenia chưa? Phải đến chỗ này đã. Thắp đèn ở đến cái thành phố này, thắp cái đèn đã. Khó phết đấy. Lắp cái đèn xong rồi mới có đường đi đến chỗ Halichi thì về chỗ Malenia được. Còn lâu đã bảo ngày hôm nay chơi đến 6 giờ sáng với Vũ có hỏi nhớ nhở. Ăn vừa em block mẹ phì rồi. Để cái tức nói nhiều. Cờ này khó cực. Thằng này có phép đấy nó giảm rồi. Ây da. Được cái đéo gì đây. Mất dấu rồi.
Không mở cái này nhỉ? Mở cái này xem nó có cái gì. Mở đi, gõ thật nhiên cho dừng lại. Mở xem được. Ây ôi. Ô được cái kiếm đéo nhìn hình thù kinh lắm. Đấy nhá. Flowing. À con dao, con dao. Nó là dòng cover sword giống như thằng Đạt đang dùng mà, ai kiếm trước ấy. Không cái này, à vâng. Dòng cover sword mà. Lên đây vào cái nhà thờ này ấy đi. Trên này có cái nhà thờ ngồi tạm này. Ở cái thằng tinh linh này như là thằng rục sét quá nó ở đây nhỉ. Ở đây không phải nhà thờ à? Nhầm em ạ. Thằng kia là cái thằng trước anh em chả giết rồi nhá. Thôi đi đem ai. Giết luôn ba thằng kia luôn bằng ngược rồi. Ui. Đi luôn đi, luôn đi. Nhanh, mấy cái thằng đánh làm gì, mệt người ấy mà. Nó không giải quyết vấn đề gì ấy nhỉ. Hunter chuẩn bị bọn anh làm đến chắp cuối là em chuẩn bị lồng tiếng cho nhân vật phản diện nhá. Vâng. Ừ. Lúc mà nói chuyện em cứ nghĩ đến những lúc Vũ bị bố em ấy. Để em dùng cái giọng này để em nói chuyện nhé. Ai lên đây? À đúng rồi. Chỗ này có mấy con assassin có chịu lắm. Ừ, đến thắp cái đèn đã thì mới ra assassin được. Đâu nhỉ, cái chỗ ngồi ở trước ấy cơ mà nhỉ? Trước khi vào thành phố chỗ có ngồi mà nhỉ? Như vào trung tâm thành phố ấy sao anh? Không, ngay đây có một cái chỗ ngồi cơ. Anh nhớ là ngay chỗ này mà. Đây. Đúng rồi, cái điệu cười khi trả thù được ấy. Bọn tôi là tính toán chuẩn lắm. Không, nhưng bọn tôi thực sự là bọn tôi rất cần giọng của một chị em nào mà nghe rất già nhá. Đấy, kiểu mà có thể lồng được giọng của bà già hoặc là phụ nữ trung niên ấy. Có chị em nào có cái giọng, chất giọng như vậy không? Bọn tôi đang rất cần nhá. Chỉ vài câu thôi, không nhiều nhưng mà... Vũ thì có đi xin bà già ở hàng xóm nhưng mà có vẻ không ăn thua, cần các chị em. Mấy bà hàng xóm thì lại bị một cái là không biết diễn. Đấy, mấy bà hàng xóm không biết diễn cho nên là tôi cần chị em nào mà Z mà giọng U70. Hoặc là có anh em nào mà ở nhà có bà hoặc là có mẹ dễ tính. Đấy, có thể lồng được. Đấy nhá. Mai Linh thì nói làm đéo gì? Mai Linh là Gen Z mà. Đây đi đốt đi, đi đốt mấy cái ở đây đi em. Chia nhau đi đốt mấy cái ấy đi. Phải ngồi xuống cái ấy mới đốt được chứ. Ngồi cái gì? Phải ngồi vào cái kia nó mới đốt chứ, đốt chứ. Ngồi vào cái gì? Lên trên đấy. Tao vừa mở đấy xong ấy, thế mà tại quên đấy. Ngồi vào đấy đi, thằng nào ở trên lên trên đấy thì ngồi vào cái đấy hộ tao cái. Tao vừa trên đấy rồi mà tao quên đấy. Cứ vào đấy nhảy được anh ạ. Thế em nhảy lên trên đi. Không. Hunter làm gì? Không, từ từ, đây. Mình vừa mở trên đấy xong, tổ sư. Đây. Ngồi đi. Ngồi giúp team phát. Dũng, làm gì đây? Nhưng anh ghê. Không được nhỉ? Nghĩ nó được. Hay là phải tao là hot thì mới được. Anh phải hốt được đấy. À vô đồ assassin anh Dũng ơi. Đây. Cái gì? Đây anh Dũng ơi, đây sau anh ơi. Sau. Sau. Sau cái gì? Sau đằng sau. Hunter phải thích bộ đồ assassin. Ủa là anh mặc là nó sẽ tăng cái khả năng mà địch nó không chú ý nếu anh chậm ấy, ngồi chậm ấy. Úi hiểu, cái cho Vũ thì hơn chứ cho anh thì nhỉ. Anh Vũ nhặt rồi. Vũ cứ Vũ mặc đi. Không như bộ này là kiểu đánh cận chiến. Cận chiến thì liên quan gì, lúc nào anh chẳng vào gần đó, làm sao mà anh đi xa được. Bộ này hợp anh. Bộ này chỉ có Vũ thôi, anh gì. Em
Ơ đâu nhỉ, cái đường mẹ thế nào mình chạy đây rồi quên mẹ cái đường cái chỗ rồi. Đấy, nhảy lên mái nhà đấy. Nếu lên được có cây chứ. Đây đây anh ơi. Để từ đây lên đây anh ơi. Đâu? Đây anh nhảy lên đây, anh nhảy lên đây. Anh nhảy lên đây rồi anh nhảy lên mái nhà nhé. Đây vào đây. Từ này. Đấy má. Đấy. Lên gì? Nhảy đi. Này mẹ. Lác mẹ rồi sao? Tao thấy mày đang đứng đây mà. Đây đây anh Dũng ơi, đi đường này nhảy lên này. Lác mẹ rồi. Anh Dũng ơi, đằng sau anh ơi. Anh quay anh trốn vô đi. À, anh cũng chạy được, anh cũng chạy rồi đấy. Anh bây giờ có nhìn thấy chúng mày chạy đường nào nữa đâu bởi vì anh bị lag mà. Anh xem mai gì này. Thấy Hunter vẫn đang chạy tại chỗ này. Thế, đây là ta tìm được đường lên rồi. Đây, ngồi vào chỗ này, mẹ quên mất. Enter đi, enter đi, enter. Thằng Đạt lại bay à? Bay. Rồi đấy, đi thắp nến đi. Ờ, dạ, em luôn. Ok. Tuy gì xảy ra nhỉ? Enter Eva Gao mà. À, tức là chỉ cần thế thôi đúng không? Em tưởng trời nó phải tối đi. Ừ, cũng đúng, nó phải tối đi chứ nhỉ? Thế đã vào chưa nhỉ? Hay lỗi mẹ rồi. Đó phải nói chuyện con này chưa? Không, cái này là mình phải đốt xong thì mình quay ở đây. Lỗi à? Tất cả mọi người đứng vào đây xem nào. Không, được rồi, anh để cho chú phòng vấn này mở rồi à? Đi. Ờ, được rồi. Đi rồi, nhanh nhanh. Ủa, chạy đến đây này, chỗ này này, xuống này, một cái này. Có trong này đấy. Đi ra tao này. Ôi dồi, thấy Hunter đứng một chỗ rồi. Em đi rồi. Em đi thắp một cái rồi. Thôi kệ đi, đi thắp đi. Đừng xuống dưới đất. Trên này có mấy cái thằng nó bắn từ xa đau lắm ấy nhá. Chỗ này à, đây rồi. À, thế nào nào đây lại không thắp được à? Ok, anh nhớ là chỗ này nó phải có tượng chứ nhỉ? Lỗi mẹ bên này đúng rồi. Bên này đúng. Không, chỗ này đúng mà. Lên nó phải có một cái tượng đấy cơ. Game điên mẹ rồi. Từ từ để ai có khi để anh ấy lại đã. Anh thoát ra thế giới riêng đã. Đặt lại đít rồi. Anh Đạt chắc đi đá nhẹ tô mì tôm ở. Thằng đấy thì tôi lạ gì. Thôi tôi đi đá. Melian phây 1 xài skill Ancient Dead ra con sở tu nó liên tục. À, Kakalot. Chắc trên YouTube nó chúng nó ghi thế hả đúng không anh em? Anh em xem YouTube nó giết kiểu đấy hả? Ừ. Hay là nó giết kìa. À, Đạt rồi, đệt mất điện rồi. Đệt, nhà Đạt còn mất điện, có đau tôi. Thế thôi, mất điện thì thôi, để hôm sau vậy chứ bây giờ làm nào được. Khổ. Hay mà thắp cho xong cái này ở đây đi đã. Thắp cho xong cái... À đây đó, tối rồi này. Đấy nhá, ta thử mở thế giới chúng mày vào xem được không nhá. Thắp nốt mấy cái đèn này đi, đến Halichi cho xong đi. Nếu hiểu nhà kiểu gì mất điện ạ. Khổ. Mà Đạt được chung cư chứ. Chung cư đéo gì mất điện được. Rồi đấy, vào thử đi. Em cho anh nhá. Thôi mà hôm trước ở Hà Nội là nhiều nhà cháy điều hòa phết đấy. Quạt điều hòa. Tự nhiên nó vống cái vệ điện áp lên. Không, nhưng mà nếu mà nhà anh em nào mà có bị hỏng điều hòa, cháy điều hòa là quạt hoặc là đồ gì quý, anh em có thể gì được nhá, có thể gọi lên bên điện lực, sau đấy là làm giấy tờ các thứ là được đền bù đấy. Không hiểu. Được đền bù. Ok. Tin người và cơ lợi. Vụ nó biết cái gì. Ơ đốt rồi này. Ơ thế đéo rồi nhỉ. Ơ cái đéo gì đấy.
Vũ Vũ kiếm lỗi à? Vũ kiếm... lỗi đéo nào Vũ bị bọn... Vũ bị assassin được chém. Anh bảo rồi. Tao biết ngay mà. Vũ bị assassin được xiên. Ôi vãi trưởng, chỗ này là khu vực cưỡi ngựa cơ. Ừ. Bỏ mẹ. Lại cái mấy con này nó bắn lại đau lắm biết này. Mẹ đã thấy còn giật chứ. Tổ sư nó giật này. Chỗ nó còn ra nó úp sọt. Bọn là giết God Will đấy. Nó giết cả thần đấy Vũ ạ. Mày đã là cái gì? Đâu để em giữ anh Vũ ta. Thôi anh Vũ đi rồi. Này. Mày à với tao, mày à với tao. À với tao. Rồi. À đấy, à đấy. À này. Ơ sao chúng nó tự động thấp hết đèn rồi em ơi. Game điên mẹ rồi, tự động thấp hết đèn rồi. Thế thì xuống nói chuyện lắm kia thôi là được. Ừ. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Anh đã còn phải thấp luôn. Thằng này chết nó còn không để lại xác à? Ủa là bố mẹ, con mẹ. Ừ. Ờ em đéo chết, em đéo chết. Ờ máu cao chưa chết. Còn cái tháp nữa ở đâu nhỉ? Ôi đi con mẹ. Lâu không chơi quên bố mất được cái địa điểm cái tháp cuối cùng rồi. À, phải xuống đây. Ờ thật tự thấp hết rồi ạ. Ừ. Để anh đi anh kiểm tra cái tháp cuối cùng xem nó thấp chưa. Hay là do nay lỗi, hôm nay mình thấp hai tháp hay tháp rồi, nó hiện hai tháp đấy lớn. Làm nó vừa vừa phải phải chứ đéo hiểu, đã tăng hình lại còn về. Bởi vì không phải chỗ này thôi. Chưa thấy con kiếm đéo nào. À kia trên. Ơ thì đéo này là à chỗ này chỗ tháp này. À đấy, còn cái chỗ tháp thật, chỗ này là anh em mình lên đấy là nó ừ. Cái chỗ đúng đấy là mình tháp. Ừ. Nó đuổi em nhá, nó đuổi em nhá. Con đang xin đuổi. Chạy đây đây, chạy đây đây, chạy đây đây, thắp cái cuối cùng lên là xong. Các anh đuổi theo em nhá, các anh đuổi theo thằng Vũ, đuổi theo Hunter nha, đuổi theo em nha. Để chơi được canh nha. Chạy đi anh Vũ ơi, nó đang đấy nó đang chém đấy, nó chém. Vũ chết rồi. Vũ chết rồi. Con mẹ. Linh ơi. Leo lên nhanh lên, muốn chết không? À, Vũ đứng thi gan à? Chạy. Kinh đi chứ. Được đấy chứ. Khá đấy. Vũ lên đấy. Lên nhanh lắm. Lên. Rồi, xong rồi đấy, rồi quay về chỗ kia thôi. Hỏi thằng Đạt xem có điện chưa, có khi nó chỉ nháy phát thôi mà. Thằng Đạt đít rồi. Không, nó quay sau khi mình gì rồi thì nó ấy thôi. Quay về buổi sáng. Nói chuyện con này thôi. Ơ cái đấy cái con. Thế đéo nào quay về đây đâu lại bảo lại phải đốt 4 cái là thì đéo nào. Game điên mẹ nó rồi. Không thì bây giờ thoát ra một mình anh dũng tháp đi. À không, hình như là nó mở cửa rồi sao ấy. À mở cửa rồi, mở cửa rồi. Nó mở rồi, nó mở rồi, nó mở rồi. Là vào giết luôn đấy à. Không là mình lên 2 lít chi mình ngồi phát ở đấy lần sau cho phát cho vừa cho nhanh. Đồ gì đây? Hỏi Đạt xem chắc có điện rồi, nháy tí thôi. Có điện cái vào tốt ngay. Hoặc là mình chạy chỗ Malenia là vừa đấy. Cho nhanh. Chạy chỗ Malenia luôn đi, để cho người đánh sau để cho Đạt nó có điện lại được. Đây ngồi đây à? Ừ. Mà Hachi thì cũng có nhiều con mini boss nữa. Mà có khi ba anh em mình đánh luôn đi chứ đéo gì. Ồ trong này nhiều. Vũ sau thích đồ, thích cái bộ đồ bọn này, bọn trắng trắng này không? Đồ nào? Lấy đi. Đấy, em bộ đồ luôn. Cái kèn của em cho anh nó không giống cái kèn của kèn đi theo anh đây này. Anh nói luôn là đi theo anh đây này, không nhanh là chết đây này, anh nói luôn đây này. Đi theo anh. Kia có kèn khổng lồ đấy. Anh bảo đi đâu đi nhanh. Ôi giời ơi, Hunter. Bảo đi theo anh cơ mà.
Đi thế nào là đi theo anh? Vũ vẫn đi theo tay chứ? Vẫn là trở về tận đây. Nhanh lên, có chết rồi đấy. Từ lại em về thì dục cũ rồi. Ok, thì em chưa ngồi cái chỗ cái đống lửa kìa. Đâu, chưa ngồi, chưa ngồi. Trời ơi, ông à? Ông tóc cầy à? Ông không cánh à? Nhanh nha Vũ nha. Ôi giời ơi. Rồi bị rốt rồi, bị rốt rồi. Không sợ, cứ chạy đi. Cứ chạy theo tao. Rồi, bị rốt rồi. Không sợ, cứ chạy theo tao. Sẽ kịp sống. Nhớ uống máu nhá. Không có máu. Xuống đây. Xuống này. Xuống chưa? Có cái viên gì để giảm rốt nhỉ? Vào đây ngồi là được mà, vào đây ngồi là hết rốt, vào đây ngồi là hết rốt. Đấy. Quỳnh Trang thôi em trông cho anh con tim. Rồi thôi ông Lâm ơi, ông lại thấy Quỳnh Trang con, ông lại định tí toái đấy. Ông lại định chằn chàng đấy. Chạy vào đây nha Vũ nha. Nhanh này, theo tao này. Chạy nhanh theo tao này. Chạy nhanh này. Xuống này. Chỗ này là rừng lão oặc nhá. Nói luôn. Xuống này. Rồi xong leo lên này. Ui gì đấy. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Lên, 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 lên. Ui được cái Numerun này. Ui dồi ôi. Ôi các bạn ơi. Thôi chút chút chút. Thôi chút chút. Thôi chút chút chút. Thôi chút chút chút. Thôi chút chút chút. Lại chạy vào đây, lại chạy vào đây. Lại đây, lại vào đường này. Là vào được đâu. Đấy. Xuống. Lại xuống. Ừ. Nhưng mà phải nhảy thế này thì xuống đây, được chưa? À. Đấy, tao đến chỗ này là mày có cái để phát travel mà. Ôi dồi. Tình tiện anh ơi. Thôi anh ơi. Con chó đừng có thấy bố mày dễ tính là mẹ giở trò nhá. Đâu phát cho vô chưa? Con chó thì bố dễ tính. À? Ai phát cho vào đi, ta đang đứng ở đây thôi này. Nào. Đây à. Halichi Tower Plaza. Đúng, đúng rồi, Halichi Hunter phát cho vào luôn, Halichi Tower Plaza luôn. Em. Anh mở rồi. Đây đây đây. Halichi à? Ừ, ok ha... rồi, vô rồi. Thôi em đến gần nơi luôn rồi. Tao đi. Đéo bật map được cái chứ, đéo hiểu. Anh đang bị rốt, anh rốt không muốn bắn rồi đâu. Đâu, anh ngồi đây rồi mà. Ngồi lại. Đây, phát cho vào đây cho Vũ đến, nó không biết đường em ạ. Halichi Tower Plaza. Vào đây đánh anh cưỡi ngựa trước. Kinh đấy. À giờ từ từ chơi cho anh cưỡi ngựa được. Đi theo anh nhá. Đi bám theo anh rồi này. Không là chết đây này. Nhìn anh chưa? Ok. Hai thằng ở đâu rồi? Từ từ nó lên, nó lên, nó lên. Chưa lúc xong. Đấy, Vũ đâu rồi? Đây. Vũ đâu rồi? Đây, xuống đây. Chạy cho tao này. Không được để lạc nhá. Lạc là chết nhá. Luôn luôn bám theo nhá. Ôi ôi. Đi. Anh do anh Vũ theo em nhá. Còn mẹ. Điêu hiểu đi. Ôi cái gì đấy, tôi không đây. Rồi xuống đây. Có chỗ ngồi chưa? Đây đi xuống đây. Đây chỗ này có chỗ ngồi rồi. Chạy nhá, chạy nhá, chạy nhá. Đừng. Ui con. Ui.
đi nhầm đi nhầm đường là không đến được đâu, anh nói trước. Anh bảo rồi chỉ có người dẫn đường như anh mới thể đưa em anh đến đi cái cầu thang máy xuống là có. Đi cái bờ bến an toàn thôi. Cầu thang máy xuống có cầu thang máy đấy, chỗ ấy, cái đường này. Đi lên mà. Bọn em đi nhầm đi đường lên, mà. Đi lên, anh bảo rồi. Là chỗ xếp luôn. Anh thấy chưa? Đã, anh lên thang máy rồi đấy, nhưng chưa thấy chỗ xếp. À đúng rồi, chỗ xếp rồi. Cuối cùng vẫn phải phụ thuộc tôi anh em ạ. Vấn đề là không phải đường đấy mà là đường bên dưới thì mới đến được cái chỗ tiếp theo chứ. Vậy là xếp được rồi. Lại xuống à? Đây, đây. Ôi ôi. Ôi mẹ. Ôi ôi. Ở đâu ra cái búa to thế? Nào. Đấy. Đường này đi đi đường này canh ơi. Búa đâu rồi? Đấy. Rồi chạy đây đi. Đây là chỗ con boss đấy. Ngũ đâu? Rồi vào đi. Luôn luôn sau lưng. Tốt. Gì đấy? Chuẩn bị chuyến đấu đi. Này là như nào đây? Giết nó đi, bắn nó đi, còn đợi gì nữa? Điển tích điển cố tí đi. Điển tích điển cố đi. Thằng này thằng canh cửa điển tích đéo bảo vệ. Thằng này phép nhá. Cả phép không? Ôi tức con mẹ. Phép thì tất nhiên. Mấy kiến nó đau lắm ấy. Bắn ai? Đừng có bắn Kame, bắn chúng thì đéo được, điên à Vũ? À, em nghĩ là anh bỏ sọc Kame đi anh. Đéo thì hiểu được. Bây giờ không không con nào dùng Kame nữa lắm. Kìa, Vũ kìa. Là sao cái thanh Kame nó cứ mãi tồn tại đây vậy? Ơ kìa, lỗi à? Lát mẹ rồi. Khơi mà thật là nó cứ đi vào cái Kame nó mất máu này. Ơ kìa. Búc à? Kame vô hạn. Kame vô hạn mẹ rồi. Ơ kìa. Dụ nó vào Kame thôi. Ủa anh em đánh thẳng luôn. Chứ thế. Đấy, được, Hunter chơi được. Xong rồi đấy. Còn mẹ đang ngu máu. Ờ, Vũ cứ bắn Kame này nhiều nó lại lỗi ấy. Ờ, lỗi đấy. Kame khắp các nơi luôn. À, không được rồi. Anh giữa vui. Đâu nó có mất máu đéo đâu, nó không mất máu. Đi qua nó không mất máu. Đó hiện hiệu ứng như thế thôi. Thôi cũng có thể ra đi đi chứ còn kêu cái gì. Hí hoay cái gì nữa. Con mẹ lại về đây à? Em xếp cái chỗ ở trên. Nha. Yeah. Nó tên là cái gì đấy? Halichi Kanopi à? Mà ờ trên trên rồi em bị tên lên về chỗ đầu à? Theo điểm xếp của ấy rồi. Ờ Halichi cạnh Tao Plaza là cái gì nhỉ? À đây cái cây. À không phải. Rồi xuống thôi. Canopy hay là cái nào? Tê lên về Tha Plaza đi em, bị văng về chỗ cũ, điểm cũ. Tha Plaza á? Chỗ anh đứng đây. Tha thôi chứ. Ờ Tha Plaza, Tha Plaza. Mà mình xuống được cái thang máy để mà xếp gần đấy nữa, phải đi một đoạn như này. Ờ được. Hunter em dẫn đường xuống thang máy đi. Từ phát ra về Tha Plaza đã em. Vâng, Tha Plaza. Vừa anh xếp cái chỗ chỗ thang máy rồi mà sao nó bị ấy nhỉ? Tiếp nhỉ? Tha Plaza đang fail nhá, vụ ấy lại Tha Plaza đi. Hunter Tha Plaza. Không liên quan bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập ra phần sau hơn 20 năm. Bây giờ vẫn còn đọc nguyên thần Ai Cập, Nữ hoàng Ai Cập hả?
Chuyện đấy bây giờ anh em đọc em đéo tiêu hóa đâu, bởi vì nó là cái nó cũ rồi, mới đọc nhiều những cái chuyện nó kiểu mới mới bây giờ rồi khó đấy. Mà nét vẽ nghiệp dư. Cái không phải nghiệp dư mà là nét vẽ nó cổ. Tức là khó, các bạn trẻ giờ khó, hơi khó tiêu hóa đấy. À, năm. Rồi. Rồi, đi theo em nhá. Lại đi theo à? Vâng, đi theo em nhá. Không là... Mẹ anh còn, anh rơi mẹ thế này thôi. Nhưng mà anh không chết. Anh không chết. Chết thì đéo được. À, thế thì anh đi đường này, đi đường này tí gặp lại đấy. Đây, nhảy xuống em đây. Em cứ chạy đi. Đấy, đúng rồi. Anh Dũng anh ơi. Anh Dũng kiểu gì đi vào đường này. Tiếp ơi, đi tiếp rồi. À rồi. Đi lên. Đâu? Đây, đi đường này, đi đường này. Đi. Đây, okay. Đây. Ok. Đây, đi. Ừ, thì đường này đấy, anh cũng đây, đi mà. Nhảy qua đây, nhảy qua đây nhá. À, nhảy qua đây. Vũ chết rồi đấy. Anh chết rồi đấy. Chạy qua được luôn. Nếu em dẫn đường cứu gì đấy. Anh phải giữ chạy nhanh, chạy nhanh. Em có nói gì đâu. Thế thì giết dân chứ còn. Thôi Vũ đi theo tao cho an toàn, đi theo Hunter khổ lắm, đi theo tao cho an toàn. Đâu? Đây. Đâu? Đấy, xuống đây. Lên trên kia xếp cũng được mà, em đéo phải xuống. Anh Vũ thích mũ của bọn phù thủy được không? Nhảy đây nhá. Nhảy. Nhưng mà đạo đâu đây? Đấy. Đạo xuống đâu? Xuống dưới à? Ừ. Đợi anh treo lên. Đấy, xong rồi đi cái thang này xuống. Đấy. Đi làm cái gì cái thang? Mình thượng đẳng, mình ai làm cái trò mất dạy? Điều hiểu. Việc gì phải nhảy đằng kia trong khi có thể lên đây xong đi cái thang kia quay lại. Hunter cứ toàn lùa gà. Đấy, xuống đây. Em xuống đây xếp ngay phải gần đúng không? Ngay gần thôi. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là đấy. Lúc nãy em dẫn bọn anh đi cái đường mẹ. Đi lên mà xuống đéo đâu em. Ngoài lên trên. Đấy, anh xếp vào đây rồi. Nhưng mà em với anh cũng chưa xếp. Bảo sao mình bị kéo mẹ về đằng kia. Đấy. Phải gần đúng không? Chúng đoạn nó xuống không gì thôi. Đạt mất điện anh em ạ, đạt mất điện cái bẹo đi. Dạ. Em Vũ cũng thích cái mũ bọn này à? Bọn nào? Đây mũ của bọn nó trong mặt đấy. Vũ chỉ cứ trung thành cái bộ đấy thôi cả đời mà. Cái mũ đấy hợp với cả cái áo anh. Người ta phải thay đổi liên tục đây. Anh đang cần thay áo em. Đánh xong gọi nhá. Đánh xong gọi nhé. Ui. Ui lửa của mày. Ui con. Ơ kìa. Con mẹ. What the hell. Em. Con đi cái gì đây. Bắn cái trưởng bình thường đi. Anh Vũ đâu? Cứ đứng lên làm cái gì. Bắn cái trưởng bình thường đi. Làm đâu. Đây. Nó rụt, nó phép vào với tôi. Ơ? Thế quái nào lại thấy anh Dũng cầm vũ cả à? Đấy mà. Kiếm em à, em đằng trước làm gì? À anh bôi được gì đấy đúng không? Ừ, anh bôi nước nhờn à. Ôi kiếm này mà cũng bôi được à? Em tưởng là quá độc vương. Ôi xôi ơi. Kiếm của anh tất cả loại nước đều bôi luôn. À, kiếm này của thằng kia. Anh rồi. Đấy anh Vũ học. Thật bằng cái đau nhá. Chuyện đấy có rồi. Đúng rồi. Thế à. Giết thằng này được cái bộ đồ của nó đấy. Ừ.
Ui ôi, mẹ mình tránh được một đòn mà vẫn chính phát tiếp theo. Kinh đấy. Đấy, kinh mà. Đã không kinh lắm lắm nhưng mà thầy phạt máu cũng chết. Đi đấy luôn rồi. Bọn anh phải mơ mơ là thằng này không khác thì mày thằng mấy cái thằng mà cứ cửa. Ôi ôi. Đi đấy. Đấy cũng thế thôi. Đấy sao anh đúng lần không chém. Đéo ơi, mình chém nó một lần được có 300 máu chơi bời đéo. Thất vọng vãi cứt. Cao rồi, em bắn nó một phát rồi. Thôi xong rồi đấy. Nhìn anh solo giết nó đây này. Thằng quá. Cái phép đấy rất là dùng cái phép Elden Star, con boss cuối đuổi, nó bắn rồi đuổi, sửa. Đấy quá, được. Mấy tuổi gì? Chả tuổi gì anh luôn mà. Mình cũng sụp trước này. Quá. Lâu đấy. Anh à. Anh à. Anh tưởng anh thủ bút nó được. Đấy. Ây à. Ây. Còn mẹ thằng chế bẩn. Ây à. Cái bản chém nó ít máu quá. Mỗi lần được có 3-500 đam, 4-500 đam, khó. Về đây. Thế chả về đây thì về đâu? Đổi okay. Kiếm đi à? Từ cái thang máy đâu? Về mẹ tẩy tủy đổi kiếm đã. Đéo chơi kiếm này. Sao được ở cái chỗ thang máy kìa? Thang máy đây còn gì vũ rồ à? Đâu? Đấy, chạy ra thang máy đây. Máy nào? Đây, dùng cái cần gạt là nó đây. Về 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 tẩy tủy đã, về tẩy tủy để anh đổi sang kiếm kia đã. Mẹ, anh không dùng cái kiếm này nữa. Mệt lắm rồi, không có tanh cơ tanh cục đánh. Lâu la khó đào tạo. Renalia nhá. Renala nhá. Vâng. Anh chơi fire à? Anh roll được mà lên tanh làm gì đấy. Hôm trước mẹ chơi thì anh em kêu là chơi tanh cơ đi. Với lại thế này thế kia. Đây thì lại anh chơi làm gì. Renala Queen rồi full moon em. Rồi em rồi. Nào nhỉ? Này là đây chỗ tẩy tùy đấy. Mẹ. Là đi. Chơi đến bao nhiêu lần phát cha vờ về rồi vẫn đeo nhơ cái chỗ học viện đấy ạ. À. Học viện trường đại học ý. Renala. Đến chỗ Grand Library. Raya Lucaria Grand Library. Chỉ có trong cái đống đấy thôi mà đéo tìm được thì tôi đến chịu đấy. Cả cái chỗ này có 7 cái điểm mà đéo tìm được cái chỗ thì tôi cũng không hiểu luôn là nó chuyện như thế nào luôn. Rena Luca Ga, Rena Bui này. Sir Kunhau Gradum đi vết này sao Luca Ga vết này. Anh phía trên đó. Raya gần cái zoom nó vào. Zoom nó sát vào. Rồi. Raya Lucaria Gate đúng không? Dish. Không, Grand Library. Zoom nó vào lộ ra. Ôi trời ơi.
Có 7 cái chỗ ở đấy thôi anh em ạ, mà tua không tua ra được. Nào thì đi bớt. Hồi nãy vừa được 65.000 luôn, lấy em phải vờ luôn. Được cái bộ gì này? Eccentric hút này, là cái bộ gì? Thầy à? Để giết thằng nào ra? Cây rồi đấy. Deck 15 sở trang. Rồi. Cảm ơn Nhật Liêm nhá, thành kính Nhật Liêm. Sao có bộ lão già nào này? Vũ mặc là đi trông cho nó hề hước. Trông hề hước phết đấy. Vậy mới chờ anh Vũ mặc đội mũ gì đấy. Đã bảo là mặc bộ cho nó hề hước mà. Trong... anh em có nhớ là có cái có mấy cái ảnh kiểu như nào nhỉ? Nó gọi là mấy cái tranh hài hài mà cứ càng ngày càng trang điểm một cái thằng từ mặt bình thường thành mặt thằng hề ấy. Được. Chơi cái đấy là đẹp đấy, hợp đấy. Ừ, di chuyển sát thủ chạy cho nhanh nhỉ. Đéo hiểu sát thủ kinh. Ê, ổ dũng thành cái đồ đéo gì đây. Đánh Vũ lại, anh Vũ ơi, đây này. Anh Vũ này. Có gì anh Vũ? Đây. Mặc cái bộ đấy hề hước thế, đéo mặc đẹp. Không mặc. Có rồi mà. Hiểu luôn. Đâu rồi, có rồi á? Có rồi á? Master Magerop. Áo này. Đây cái mũ này, cái mũ này, mũ này. Này thì chả có cái vị gì cả, nó không có sự hề hước đấy. Đúng rồi, Vũ mọc e đẹp rồi. Đập độ e đẹp rồi. Có cần tao vứt cho cái sừng hiêu không? Và đẹp nhất. Để thêm cái sừng hiêu vào bộ này nó mới hợp. Mặc cái lão già đi thì... Sừng hiêu phải bỏ mũ ra nếu được. Thì chả bỏ mũ, nó là cái mũ đéo gì. Thôi đi đi. Đấy Vũ này, Vũ này là dùng cái mũ này hợp với anh này. Đây. Nào. Mũ là hề hước này. Đấy. Nghe đây. Thế đội quản nồi lẩu lên đi. Cái bộ này là đẹp mà. À không, mặc cái áo nồi lẩu xong rồi mặc cái quần hề đấy chứ. Không anh em Phan Giang, chứ mới đẹp chứ. Áo nồi lẩu quần hề, bộ kết hợp vào, ai đi mặc cái bộ. Phá phần. À không đổi mũ kìa, đổi thử cái mũ em vừa mất đây. Chưa tìm thấy tên là gì nhỉ? Nó ở trong cái đấy, trong inventory đấy, mũ đấy. Đây, 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 đây. Ở đây. Đúng rồi, đấy, bộ này hợp này, cái mũ này hợp này. Được đấy, áo kia đâu, áo bố đời cái chứ. Che mắt kinh đấy. Pháp sư che mắt. Pháp sư mù. Thôi, phát cho vờ đến lại chỗ kia đi. Pháp sư mù. Hunter cười sướng. Nó là cái tên là cái đéo gì nhỉ? Cái Plaza ấy. Halichi Tao à, Plaza phải, đâu? Không phải, Halichi Tao. Tao à? À đâu, Halichi... Tao, Tao, Tao. Đẹp mà. Trông, trông được. Chúa hề. Chúa hề. Ở đây hình loading chú hề luôn đấy. Mét nịt. Sở tạo tớt là mét nịt. Tôi đổi sang kiếm này, thằng kia thì ba phạc là chết chứ à. Em
bắn một này. Đi thôi. Bảo đi nhanh lên đi, đéo đi thì cứ đứng đờ rồi kêu gì. Thôi anh ơi, ôi mẹ, anh em mình đừng đánh nhau, vào đây em đang có việc ở đây, anh cứ buồn cười. Từ từ anh quay lại, xích con chó đã, mày con chó. Bố không hòa hoãn đi thì mày hết. Ây da. Ôi giời ơi. Bố hòa hoãn mày à? Bố đi con mẹ. Hòa hoãn mày à con chó? Hả? Hòa hoãn mày à con chó? Hả? Hoãn mày à? Lão tuét. Bực mình. Nó lại sống lại thôi. Thôi vào đi, Vũ đâu rồi? Để em ra đi, thằng gì? Solo luôn. Vũ solo nó đi, chứ hiểu con từ đồng môn chạy. Ơi vào trước nhá. Anh vào trước rồi nhá. À thấy Vũ đi rồi à? Vũ chưa, chết giá được à. Với vai trưởng cái là hai cái thằng kia nó cầm cái chùy ạ. Ôi giời. Nào bạn. Hay đấy, cũng được đấy. Ủa một chó. Thì máu thế à? À do mình chuyên niệm, quên mất. Ok. Thế nó chém vào đúng trúng được. Niệm đã chứ. Láo này. Ôi, nghìn máu ngay, nghìn rưỡi máu ngay. Láo này. Ấy, Tĩnh Anh. Ôi chết rồi, dính phát thứ hai rồi. Còn chưa thay cái này mới đau. Láo với bố mày. Láo với bố mày. Lão với bố mày này. Chết ngay. Chết mẹ mana rồi. Anh hết mana rồi nha. Anh chém thương thôi. Trượt em ơi. Được lúc này chết à. Chắc chắn là chết. Hài lắm. Lát thịt. Ok. Lát thịt. Lát thịt. Lát thịt đầy gầy. Anh sâu mặt đi là sao? Điều hiểu là anh sâu mặt đi. Còn 200.000 run cơ. Thằng này kinh mà. Thế đây được tầm 3 level. Lấy được cái thanh long đao của nó kia. Trưởng thành vớ vẩn. Đó thằng em dìm được 200.000 thôi. À có sẵn trong người của em. Đó lên tầm 3 level. Tôi có thể lên 3 level. 200.000. Thì nó level thấp, có mày chơi bẩn chơi mẹ búp nhiều vào thì nó mới cao chứ. Một level của em là 64.000 mà. Ừ. Nó lên 1 level. Một level của anh 120.000. Sống dậy đi còn gì nữa, Vũ đâu rồi? Okay. Đang xuống, đang xuống. Tưởng ngồi ở đây là phải tự ra đây chứ. Đâu biết, nó vẫn lên trên này. Em đã ngồi trên đấy đâu?
Ờ nhờ, đúng rồi, nâng thêm bình mana với cả thay cái physics. Quên mất. Physics là thay cái gì? Cái bình ấy đây. Cái bình để mày uống thêm vào nó có thêm mấy đây. Quên à? Mix nó vào. Bất tử mana đây. Thì về anh hề này chân ngắn chân dài à, chạy nhắc. À phát tách này ngon này, sổi ngon quá. Thêm quả mẹ bất tử mana nữa là ngon. Trời ơi, ví dụ hai cái này vào cái này thì thôi, thì cái kia xác định đi. Mẹ còn bút cả phát tách cái nữa thì thôi. Ủa, negate dam kìa, negate và physics dam kìa. Negate và dam vận chiến này. Ôi, này. Thăm chưa? Rồi đấy. Anh Zuma, anh nâng hết level chưa? Không mất rune á. Anh nâng hết rồi. Ở gần đây có đám 10 à? Ờ, chỗ này có đá... Ơ, đám 10 gần đây á, chỗ nào nhỉ? Không nhớ. À, anh nhớ rồi, anh nhớ có chỗ đám 10 rồi. Hình như là giết cái gì đúng không? Đi, chui vào trong này đã. Chui vào chỗ nào nhỉ? Cái đường đi đâu nhỉ? Tiếp nhỉ? Quay lại về. Đây, xuống đây. Nhà anh kia vật lâu rồi. Đám 10 là phải đến tận cái đoạn kia cơ. Cái đoạn sau cơ, còn mới có đám 10. Đúng nhỉ? Thế cây Halichi này là do thằng Miquela nó trồng. À đúng rồi, đúng rồi, đang kể giờ cốt truyện đúng không? Ừ. Đấy thì làm đây thì giáo hội Two Finger chính là đại diện cho Outer God. Chứ giờ đi xuống là sai rồi, đi lên nào bạn. Hình như đi xuống đấy, là sai thì chính là người ban quyền lực cho Marika. Đấy. Marika thì có với cả God. Đúng đường này mà Vũ đi đâu đây? Rồi đi xuống là sai. Với God Queen đúng không? God Queen đúng rồi. Có một người con là Adok. thằng bố là gì nhỉ? Anh em nhỉ? Quên mẹ tên rồi. The First Elder Lord là gì nhỉ? Hoa ra lúc đúng không? Không phải, Ralagon là phiên bản 2 của anh Kai. Hoa ra lúc với con đéo gì? À lúc đâu Ralagon? À Godfrey đúng rồi Godfrey. Ờ Godfrey. Thì Godfrey nó chẳng là Hoa ra lúc đổi tên. Ờ. Đâu anh. Thằng Hoa ra lúc nó lấy xong nó mới đổi thành ấy mà. Ui, Hunter em cãi được với anh à, em. Thật. Em tưởng anh nói nhầm tên rồi. Ừ. Mong cảm tưởng à. Giờ đi sinh ra người con là có Godwin. Xong rồi hai chị em Marika với cả. À đâu không phải Marika. À hai chị đâu Godwin với cả thằng Godric. Godwin Godric. Thấy rồi. Với cả thằng ờ đúng rồi. Ôi ôi. Con mẹ thằng kia nó dùng cái skill gì đấy? Còn thằng Radagon là sinh ra mana. Ôi con mẹ. Tổ sư một phát chết luôn ạ. À. Sợ thật. Cái chỗ này đúng là không chạy nhanh là chết. Có chờ không em? Ui rồi, tao đi rồi. Con đi con mẹ. Đi. Vậy chậm đau phết đấy. Chỗ này là chỗ lấy đá 10 nhỉ? Đúng rồi, chỗ này là chỗ lấy đám 10 phải đi. Miquela với cả Malenia. Xong rồi đây lấy đám 10 ở đây. Đúng chưa? Ờ đấy là con của Ralagon. Đây. Con của Ralagon. Nếu tôi không nhầm rồi đây. Đây. Đang ở dưới này đây. Rồi quên mẹ thằng tên bọn mấy bọn á thật. Hunter thì vẫn cứ đang kể cho Vũ nghe về coi như là em kể cho nghe về sử thi anh ấy. Về sử thi trong khi Vũ thì vẫn cứ đang à ao cùng nhận này anh. Hóa ra là như vậy. Đây có anh mua này. À đâu, cái này là lấy cái gì chứ nhỉ? Ở đâu ai đám 10 thuật của tôi vẫn nhớ đâu công đây? Nhận trí nhớ của mình ác thật. Đám 10 đâu đây? Đây mình nhảy đằng kia. Đám 10 đâu đây? Đây chỗ anh cái này. Cứ về lại chỗ cũ đi đã. Không trên đường đám chạy đám xuống đám đi nhảy sang cái này. Hello. À ôi rồi, có điện rồi đấy hả? Có rồi. Ui khổ đấy, vào đánh nhanh cái sắp rửa đến Malenia rồi.
Anh thấy rút, anh Vũ nhảy xuống à? Cần tao dẫn đến chỗ đây lấy đá không? Có anh ơi. Từ từ anh xuống anh lấy lại cái đi, cái đống ấy của anh, rune của anh mất á. Đó chứ mà ai ngồi đấy. Vào cho thằng Đạt nó phát ra vườn đây đã. Anh em gặp nhau ở đây luôn. Đúng không? Chắc vợ mới đóng tiền điện nên mới có điện à? À. Ừ, thằng này tiền nong chắc là mang đi cho gái hết thì không đóng tiền điện thì sao? Sao biết? Ui. Về lại cái chỗ ngồi chưa? Về lại cái chỗ gần đây chưa? Ở à, đây rồi đây. Thằng Đạt cho thằng Đạt nó phát cho vườn đây đi. Vào đi. Thằng Đạt ở đây luôn rồi. Ở chưa. Đâu? Đợi Đạt đây luôn, nếu bọn tôi giết Malenia là vừa. Đúng là chúa hề. Nếu như bọn tôi không giết được Malenia, nghĩa là anh em à, thôi. Chúng ta không nên làm các sĩ tử năm nay chột dạ nữa. Anh múa cờ với các anh em là quá đủ rồi. Không ra Malenia thì cũng thế gì đâu mà. Vua anh chạy ra kia rồi anh chạy ở rẽ bên phải. Nhầm áo. Vũ kìa, ở bên phải trước cửa có đá 9 anh. Đá 10 chứ. Ô, cảm ơn anh em hồi của ta nhá. Hà anh của tôi nhá. Anh vua chạy ra trước cửa anh rẽ phải. Thôi okay, anh em Hà. Như đá 10 sao? Được. Đá 10. Như đá 10 trước cửa đá ở bên phải. Trước cửa nào? Đấy cửa này, cửa em nhìn ra là cửa chính này. Nhưng mà có viên 10 đây đấy. Đấy, tuổi gì. Viên 10 tao lấy rồi đây. Ta vừa lấy viên 10 xong đây, đang định dẫn Hunter với lại gì đi lấy mà. Cái đéo gì đây? Con mẹ, ôi. Thương thằng này nhập được. Cảm ơn anh em Hà nhá. Cái game Hà của tôi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Có đôi đêm đang sợ hãi. Cảm ơn em Hà. Cảm ơn em Hà. Xóm bờ 10 vừa nhặt đây. Tôi vừa mới lấy xong anh em của mình em sao đấy. Đi dẫn đường đi. Thằng Đạt đã vào điều đâu. Không vào được. Thôi đi, để phải thoát ra lại thế giới của tao đã. Vũ mặc lại cái bộ chúa hề cho Đạt nó xem. Ôi Vũ nãy với bộ đồ đẹp lắm Đạt ạ. À. Bộ đồ chúa hề. Bộ đồ quá mẹ chất. Lừ. Ôi, cảm ơn anh em Hà nhá. Thank you anh em Hà rất nhiều. Nếu mà tôi mà là con gái tôi sẽ đi đổi tên thành Hà ngay. Sau đó tôi đến phục vụ cho anh em nhé. Rất tiếc tội là nam. Nếu anh em không chê thì... Nếu không chê nhé. Vào đây. Mở ra đây. Ôi rồi. Cảm ơn anh Hà nhá. Ủa khiếp quá. Có chê không? Này là không chê rồi. Rồi đây, rồi đây. Đâu? Bên 10 đâu? Đi. Vũ đã vào đâu? Đây, Đạt nhìn bộ chúa hề của Vũ đây này. Nhìn thấy anh hề chưa? Chém cái gì? Không nhìn thấy bộ chúa hề anh đây anh à? Anh Đạt có thích đi lấy một cái thanh... Rồi, đi theo tao đi lấy đấy này. Tôi tự thế không? Đi theo tao đi lấy, không ra không chỉ lần 2 đâu đây này. Chắc chắn là Somber mà lại khổ. Bọn tôi lấy là chắc chắn là Somber luôn. Đây nhá. Nhảy xuống đây. Nhảy xuống cái chỗ này này. Đấy. Không nhảy sang đây. Đấy sang. Ơ kìa. À đâu em cũng sao. Đâu đây đâu.
nhảy lên cái bên cạnh cái này, không leo lên. Đấy, đang leo lên trên. Nhảy sang cái này. Không leo lên trên. Đấy, leo lên trên rẽ vào trong kia, đấy có cái hòm đấy, mở ra mà lấy. Ờ về đâu rồi? Đợi Hunter lấy lốt đã. Có một viên lốt root ở dưới này là ngang 70.000 đấy. Rồi, cái bên dưới luôn. Vùng vàng nó là... Ô kìa. Thế đéo là việc cái thằng con rep nó giết kìa. Ui, dưới này có một con mạnh lắm anh ơi. Ôi, cảm ơn anh em Hà nhá. Ôi, thank you anh em. Chết. Thôi chết được nhá. Anh có muốn thử sức không? Ở dưới này có một con rất là mạnh. Ngay bên dưới luôn. Nha. Cái con đứng ở sau hai cái nỏ á. Không, bên ngay bên dưới. Thôi chết cũng được nhá. Chết được, không vấn đề gì. Hay là phải chết thì mới được như thế nhỉ? Thì anh em có cần tôi chết phát nữa không? Để tôi chết luôn phát. Mình chết luôn. Mỗi lần chết là lại được. Hunter đi lấy ấy chưa? Hunter đi lấy viên kia chưa? Dạ. Xuống lấy đi em. Đây là tôi lại chết tiếp đây. Tôi xuống cho con đấy giết. Đấy nhá. Bước cái kia xuống gặp con độc kia không? Rất là mạnh. Con độc là cái đường đến chỗ Malenia đây. Đường đến chỗ Malenia chẳng gặp con rồng độc. Em. Không phải con rồng độc. Con này nó ngửa đấy. Gì cơ? Ôi. Anh này có bị gớm thật đấy. Đừng có khinh anh ý. Ôi. Mẹ nó bố lời đấy. Thằng này đúng là mẹ nếu mà mình đấy. Thôi rồi, để phải nghiêm túc của nó thôi. Nghiêm túc với nó thôi. Thằng này có gì đâu anh? Không, thằng khác, thằng này nó gì? Thằng này cái chết ngay, trả tưởng với anh luôn. Chết ngay lập tức luôn, dậy đây anh ơi, chết rồi. Thôi đi đến chỗ Malenia luôn đi cho nhanh em ơi. Mất thời gian, đi chưa? Quay lại lên cái chỗ kia nhá. Bây giờ dùng thử sức không? Có một con ngay dưới nữa này. Thôi thử sức đi thẳng nhanh, mất thời gian các bạn. Đi luôn em, đây nhỉ, đây. Hai thằng kia đâu rồi? Đây, vẫn đang bỏ lại. Thế lại phải đợi chúng nó trước thôi. Đây, cứ đến trước rồi. Đi vào đến trước cho xếp cho chúng nó phát cho vừa nhanh nhá. Sẽ luôn này. Ôi, cảm ơn anh em Hà nhá. Khổ đang để ý, đang đánh con kia. Ôi, Hunter chết rồi. Cảm ơn anh em Hà nhá. Anh em Hà có ở Mỹ có đi Chiron không đây? Ôi địch. Đánh gì đấy? Giật của mình. Để Hunter cho cái mũ trầu. À anh em ở Đồng Nai à? Hôm nào ra Hà Nội đi anh em nhé, nào ra Hà Nội nhé. Anh em Hà nào ra Hà Nội gặp tôi nhá. Lúc đấy là tôi đã chính thức thay tên thành Hà và đã bôi sẵn coi như là dầu ăn ở Cúc Hoa. Nó đi, thằng Vũ có đi không? Hunter lấy viên 10 chưa? Rồi. Thằng nào đâu? Hay mất mẹ điện rồi? Đang vào lại. Nhưng mà từ nãy đến giờ vẫn cứ đang vào lại thế nào? Em bị bay ra mẹ ra cái chỗ để em vào lại đã. Ok. Bị bay về cái chỗ kia, chưa ngồi chưa xếp kia rồi. Ok. Để bay mẹ ra cái chỗ cũ ấy. Đường nào đây Dũng ơi? Đấy, nhìn cho nó kỹ vào. Tôi chỉ một cái việc chạy theo thôi, không chạy được. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Chết của mẹ, nhầm, nếu mà đi được về. Ây ôi. Vũ tiếng la thất thanh. Thôi đi hơi khó đấy. Này đi khó mà. Ui. Đây. Cho bố mày uống đã. Ui. Ôi. Ôi anh ơi.
Ôi, cho bố mới vào đây xếp cái đã. Rồi, chú xếp ở đây. Rồi. Gì đấy? Thôi, Vũ phát trà vờn đây đi, chứ còn Trình Vũ đéo chạy đến đây đâu, chắc chắn chết. Chạy đâu cơ? Chạy cho mày chưa? À, Vũ chạy vào được, kinh đi chứ nhỉ? Khá quá, ngồi đi. Khá quá, khá quá, có người khen. Gì rồi? Vỗ lắm rồi. Cảm ơn anh em nào như anh em Hà. Công hàm tơ hàm tơ đấy. Ngon như ngon mà. Cũng được đấy. Đâu đi đường nào đây? Ờ thôi nữa em tưởng là qua đây phải làm quét con kia nhỉ? Quét nào, bây giờ phải quét. Đánh đi cứ đánh đi chứ quét gì. Quét kia chỉ là để em gì thôi. Đi chỗ rễ cây đúng không? Đi đường rễ cây đúng không? Đi rễ cây leo lên đi. Đoạn này cố mà nhảy, nhưng cố mà là cố mà lộn các em nhá, chứ không có cách nào khác đâu. Lộn là như nào? Xuống thì biết. Hunter cho anh cái viên lại trồng sửa ra em luôn. À em có viên đấy đấy. Ôi dồi dính rồi. Đời tôi cô liêu. Giờ hồi máu nhanh cơ này. Máu của anh rồi rồi. Phải có viên đấy để kia. Tại ngã đây rồi. Hồi máu ngay mà. Có kì muốn làm cái đoạn đi, này. Đi nhanh em, đi nhanh rồi đi đoạn kia nhanh. Hay ngã vãi đái à. Ơ kìa. Đi. Ơ đi con này từ sau. Cười. Hunter cười chưa dứt câu. Ê, nó hay ngã mà. Cái chỗ nó cố tình nó làm cho một cái chỗ gì mà. Cái bọn chó From Software nó rất mất dạy. Cái chỗ cái rễ cây nó cố tình nó làm cái chỗ thồi ra. Thế là khi mà mình khi mà mình đi là mình sẽ bị. Lên tiếp cây là đi tiếp anh. Của mẹ rồi. Hunter hồi sinh cho anh viên thuốc giải độc đan cái không cái này đứt. Đâu, đâu anh Vũ đâu? Ủa, anh chắc chắn chết thì sống được rồi. Được. Anh sao vậy dưới cây? Bây giờ em bắt đầu đi. Thôi bọn này đi rồi. À thôi đợi anh Vũ ở chỗ bếp lửa luôn. Hôm nay chết. Uống nước máu đi em, thấy hả? Mẹ nó chứ. Tầm phun máu được cái mana này. Để đánh boss có chỗ ngồi không? Có. Đấy, sau anh ấy. Vứt đây. Anh à. Nhìn thị nước anh ơi. Cái chỗ này là phải rất cẩn thận này. Nó cố tình nó làm một cái vệ da này. Đấy là mình phải lấy dịch cái đây một tí. Cái đi, cái con. Chết rồi. Đây. Nòn quá. Ở đây cảnh đẹp nhỉ. À bên dưới chân Haruchi thì chính là Malenia. Ôi em đến nơi rồi, phát trà vô đi. Để gì? Phát trà vô tao bị mất đống ấy của tao, run của tao. Hơn 100.000 run của tao đấy. Sao anh chưa tăng level đi? Anh quên, anh cay chỗ này, anh đéo thèm tăng luôn, anh phải đi qua được. Anh bực bọn From Software lắm, em hiểu không? Anh Vũ đi ra đến cuối chỗ này rồi, anh dùng viên đấy. À, anh chỉ bị chết lúc ấy thôi mà. Chết lúc... Chỗ này nhảy, đừng có đi xuống anh ạ. Nhảy. Anh đây. Đấy, Vũ nhìn này cái cành thân cây phía dưới chưa? Đi xuống đi. Thân cây dưới này. Xuống đi. Easy, cái đít con này. Thằng kia nó bắn, nó lệch xuống. À thôi để em giết được con này cho anh Vũ, không nó bắn, đứng trên nó bắn anh Vũ này. Rồi. Con đi rồi. Đấy con ngồi đã rồi đi. Chưa có ngồi gì đâu. Có được một mày ai ngồi đây? Ai ngồi đâu? Anh đều để sẵn để Vũ ấy mà, em xếp nó đi.
Rồi xuống. Giết chưa? Cho vụ nó qua nhanh đi. Rồi em giết được con ở trên rồi. Ừ. Qua được thì lại chết vì Scarlet Road. Con vũ này con nhiều mà vẫn chết được Scarlet Road nhỉ? Có kháng Scarlet Road đéo đâu. Nhưng mà nó sao mà chết được? À nhưng mà tao không bình máu tao cộng 2. Kể cả bình máu cộng 2. Có 3 bình máu cộng 2 chả chết. Vigo của anh bao nhiêu? Điểm Vigo của anh bao nhiêu? Vigo của anh 4 mấy. Thế mà sao chết được? Vô lý. Dài nhưng mà máu nó vẫn cứ tụt, đéo có bình máu uống á, chả chết. Tụt thì chạy nhanh một tí là được. Uống 2 bình là được gì. Nhảy nhảy nhá anh á. Đỡ trượt. Đi coi. Chết. Con lợn kia nó bắn. Đấy anh em thấy cái điệu cười này cho vào nhân vật phản diện nó chuẩn chỉ không tả được luôn đấy kìa bạn. Chuẩn. Cây lúc nãy lần đầu đi thì mượt mà thế chứ lần hai đi. Phải nhảy chứ không được đi. Ghê mất dạy. Thôi đi tè cái trước khi đánh Malenia. Được rồi, để em sửa con trên này nhá. Sửa cái đồ ăn. Không xong Malenia không nghỉ anh em. Đâu rồi? Xuống chưa? Xuống cái chỗ xếp chưa? Để con đến chỗ Malenia nào. Thằng Đạt nó còn đi chỗ đéo nào rồi. À phải vào trong à? Ơ kìa, em phải chui dưới chứ. Đi cầu thang xuống dưới cái chỗ xếp chứ. Cảm ơn thị xã Phan Giang. Xuống chưa? Đây đúng không? Ừ đây. Thằng Đạt lại bay đuẹ đâu rồi? Đấy. Hay là đến chỗ Malenia trước rồi? Đang đánh con Malenia rồi này, thân thiết rồi đấy. Đây. Giết luôn thôi, anh em đỡ phải thức khuya. Anh em 2k4 là thằng Đức mừng thầm. Đây, nhảy xuống đây. Công nhận mình chơi game đến bây giờ vẫn nhớ đường. Công nhận trí nhớ, bây giờ mình thấy trí nhớ mình vẫn tốt thật, quay tay nhiều. Đúng rồi, ở đây em nhớ là nhảy xuống nhà. Quay tay nhiều mà trí nhớ vẫn tốt. Cái này chỗ này có cái tay lướt mà. Ôi ôi. Thôi 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 thôi. Mẹ. Ây đúng rồi, mình rơi xuống cái khe đây. Ôi đi con mẹ. Bình tĩnh nào em, các em làm gì mà... Hunter, sao em lại chết đấy Hunter? Sao không lấy được cái thang này nhở? À lên rồi, nó lên rồi. Không lên rồi. Cái bu đó. Đéo ấy thằng Đạt là cái gì đây? Ôi trời ơi, vua côn trùng gà. Được đấy. Được. Chất. Đéo ai như cái bộ của Vũ. Được đấy. Ôi, được. Đẹp. Trông giống quan hồi xưa, mũ quan đấy. mũ tay chuồn đấy. Ôi, hai thằng kia phát driver đây luôn đi cho nó nhanh. Đứng đây nhìn thế này. Chồng anh em nhìn Đạt chồng kìa. Thần trùng, ừ thằng này thần trùng, ừ đúng đấy. Thần trùng.
sao? Nào hai anh kia với lại Hunter vẫn chưa strong. Ờ đang xuống. Nhảy xuống rồi xong sao đi được nào. Hunter gọi vô đi cùng luôn. Đó, em đang đi mà. Đang đi thằng mày xuống mà. Đấy, đấy nhảy xuống, anh nhảy xuống rồi đi vào cái cửa đấy. Đi vào cái cửa đấy thôi, rẽ phải nhá, rẽ phải có cái nó cần kéo đấy. À thôi để em gọi thằng mày luôn lên cho anh này. Đấy em gọi thằng mày lên rồi. Anh đợi, anh đừng đợi, anh đợi. Mày lên kéo từ này. Từ từ thằng mày nó lên đâu đi. Đầu hiêu vẫn đẹp nhất anh em ạ. Cứ đầu hiêu mà táng thôi đéo còn bao nhiêu. Chúa hề Vũ ra gặp Đạt đây này. Đéo ơi Vũ lại còn đội cái gì đấy kia. Cô dâu về đêm đêm động phòng à. Còn dễ. Còn Đạt thì có mắt đâu. Anh em nhìn Vũ đấy. Cô dâu đêm động phòng mẹ rồi. Cái này là nhấc lên đây. Vén đây lên đây. Đã đổi sang mình mana đã. Đánh chưa? Đánh boss chưa? Đánh đấy, đi vào thôi. Malenia ở đây rồi. Đánh sang con này là anh em không còn con nào có thể bố đời với anh em nữa đâu. Chúng đây là tất cả cái đầu này của em. Cái đầu đấy của anh cũng chưa là gì ta. À thì em đội đi, em cứ nói nhiều em phải sai. Chứ em không sai thì em nói là mới gì. Đấy nha, nè. Cái đầu này là ô đây 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 đầu này này đấy trông nó phải đẹp đúng rồi hợp được đầu này đúng là đầu nấm rồi đấy các chị em nhìn này là thôi cứ tự động là xui màu gà hơi bệnh tí ăn từ nhá rồi đi đi này giờ lát được ớt mẹ rồi không được đây tập trung bánh cái này. Ơ kìa. À xem phim. Thế là sao lại cho Vũ à Vũ vào đầu tiên à? Chồng. Đội vào. Ô kìa. Ui giời, con mẹ vào luôn rồi. Vào đi cái. Ủa con chúa này. Liên tục đánh nó luôn em, anh chạy cho nó ngã xong rồi cứ vào thôi. Nó sẽ ngã. Ở hết tại mana rồi. KB đi, à em đây, ờ được đấy anh đánh nó ngã này. Nó ngã này. Nó ngã này. Nó ngã rồi, tiếp tục đánh đây liên tục. Ngã này. Ngã này. À. Con này xong dùng tí tiêu chiêu chứ. Ngã này Malenia này. Con này khó. Bố láo chúng đó. Tao này Malenia này. Điếu có cái tuổi gì này Male này. Đạt. Thế lại mana rồi. Chưa thấy cái độ khó của con này nó ở đâu ấy. Phải chưa thấy dùng skill luôn. Kamezuko đâu Vũ. Cái lúc kia thì không Kamezuko đâu đi. Ôi 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 Malenia. Cảm ơn anh em Phan Giang. Đéo hiểu trong khi tôi la vào đánh như điên thì bọn này cứ ở bên ngoài nó làm cái trò gì luôn ạ. Em đang xác nhận xe là có phải đúng là nó là Malenia. Mình tôi làm là target, đó target anh. Mình tôi làm hết mực rồi nhá. Mình tôi làm tất cả những thứ có thể cho team rồi đấy. Không làm gì nữa thì thôi đấy. Quên. Quên đừng có mạnh. Phát đấy là chết luôn mà. Cái đòn đấy là đi luôn mà. Nó phải lên sao ấy. Nó đánh cho nó sẽ hồi máu mà. Nó hồi máu. Con này nó bị target vào tao rồi. Ủa. Nó cứ đứng. Ủa? Yên cho bắn đơ, thôi. Đơ rồi. Đánh này dễ rồi. Mà đéo sao nó không dùng cái đòn kia với mấy thằng này, nó dùng cái đòn đấy với mỗi tôi mới đau chứ. Nhã thế kìa. Thế
lên mana nhá. Nó đờ rồi, cứ đánh thôi. Nó có phê 2 nha anh, đây Vũ nha. Ừ, có phê 2. Bao giờ nó mới ra phê 2 nhé. Hết máu nó ra phê 2. Anh Vũ hết mana rồi. Kìa, chồng. Chán muốn đánh. Hunter đều muốn đánh luôn ạ. Chứ đạt xem ra để em Hunter mà không muốn đánh nữa luôn này. Em nói nhìn con Malena. Vũ mới đạt ra mà em không muốn nhìn luôn, không hiểu. Vũ vào solo đi, cho Hunter nó còn cảm thấy có tí. Ra Paris xem đảo. Phê 2 rồi. À. Thế là chạy né, né phát đầu nhé nào. Nhưng mà phê 2 hết mẹ mana rồi, đánh đấm đi. Được. Phê 2 nó yếu lắm. Nó yếu lắm. Phê 2 nó yếu lắm, nó đơ một chỗ là cứ giết thôi mà. Chuyện chắc là đỡ, đã yếu đâu anh rồi. Yếu mà, Vũ đi rồi đấy. Chứ đéo là cơ. Hoa nở không màu à. Hoa nở không màu. Nó lại đơ ra bây giờ ấy mà. Đấy, thấy chưa? Ôi đi Hunter buồn. Chắc kiểu chắc kiểu Hunter đã luyện tập rất lâu để tỏa sáng ấy. Thế đéo nào mọi chuyện nó lại đơn giản như này. Đâu em còn nhớ, em có luyện tập gì đâu. À. Nhớ. Đấy nó bị bức, kiểu bức nó không chạy được này. Cảm ơn Identity. À, con này là nó lỗi của bản cóp anh em, còn chơi lại là chết thì nó vẫn lỗi như này thôi. Cái mod cóp này nó chỉ được như vậy thôi. Khổ chồng. Hunter nó phạt máu cho đánh. Ôi. Đấy, lại ra chiêu chém được xoẹt nữa à? Hả? Kia? Có. Chiêu lấy mất mạnh á. Con này ở phây này nó làm chiêu lấy mất mạnh. Đờ. Bắt đầu kìa. Không, cái này vớ vẩn mà. Con này vớ vẩn. Con bè lộn vào. Thôi, đây thì... Thôi, con mỗi đạt vinh quang cho đạt thôi. Nhưng mà nó từng kia máu thì... À, nó đơ rồi. Nó cứ chém đi đâu nhỉ? À. Nó không thấy con này dùng chiêu mấy chiêu chém đặc biệt nó luôn. Ờ nó không như ấy luôn mà. Ôi à, đấy, rồi, đấy bây giờ nó mới ra, nó ra là chết mà. Nó ra cái đòn đấy là ổn mà. Ra là anh em chết hết đấy, em cũng không muốn đánh nữa. À. Vinh Quang ăn một mình nó cũng không đẹp đẽ gì. À. Vũ cứ đứng không biết con này khó ở đâu nhỉ. Khó chưa đấy anh. Vũ vào đánh chắc cho đánh khoảng 3 tháng đều đánh được nó bằng pháp sư luôn đấy chứ. Con này pháp sư giật cho Vũ đánh 3 tháng luôn. Đéo ấy qua được. Thực ra con này hiện tại trên thế giới chỉ có 3 người mà né được chiêu của nó thôi. Một người là đội cái mũ cánh ruồi như thế này. Người thứ hai là người đội mũ tam giác. Người thứ ba là người đội mũ nấm thôi. Ơi rồi, người ba người. Người thứ tư là người đi theo 3 người kia cho nên là tưởng là né được. Này, các bạn này là chặn đỡ được không? Thôi đi rồi. Không đỡ được anh. Anh em vào đéo vào đi thì anh. Ờ thế tao lần trước cũng đéo vào đi, đứng ở ngoài sợ nó ra chiêu tội gì. Đã rồi phải đồng tâm hiệp lực vào. Đấy nhìn chưa? Đồng tâm hiệp con nhà bạn lực vào. Quay. Đồng tâm hiệp lực
Đồng tâm hiệp lực. Anh cũng bắt đầu luôn. Đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Ta ghét thông tư rồi. Đồng tâm hiệp lực là nó sẽ chết. Chả có cái tuổi gì luôn. Mày ra cái đòn đấy đi con. Ra hộ bố mày cái con. Đúng rồi, cứ cho nó, cứ đẩy nó trong đấy. Ok. Không máu đi đã. Nằm rồi. Máu nhá. Nó hồi máu nó đấy. Tôi bỏ mẹ thôi. Thôi thôi thôi. Em chạy rồi. Chưa đấy đâu. Ờ, may quá. Tốt em ạ. Tuyệt vời. Vũ đâu rồi? Phép đâu đéo đưa ra. Em phải tí nữa phải hai. Phây ai vớ vẩn mà. Giết nó luôn đi. Muốn mới muốn sang phây 2 là cái giờ phải giết nó phây 1 chứ. Ừ. Đấy. Ơ kìa. Con mẹ này cái đòn gì đây. Ơ thì nó đang chém được cái anh rồi. Please. Chưa kịp hồi máu. Ừ. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Ừ. Các cháu ơi. Hôm nay đang xa mà. Kìa, nó đơ rồi mà, Vũ cứ thế mà bắn nó thôi, nó chết mà. Đây. Tôi đéo mất máu sao? Mất mà. Nó máu trâu mà. Nó đứng một chỗ rồi mày cứ đến mày đánh, bắn nó là nó chết đi mà. Đấy. Ê kìa, em mới đứng làm gì kìa? Thằng thương nhớ em dai. Thương nhớ ba em dai à? Kìa. Kiểu nó khinh ấy. Kiểu nó không muốn làm bẩn kiếm nói sao ấy. Tôi nhìn cảm đảm bảo anh em luôn ấy. Nó khinh, nó quay mặt vào tường ấy. Kiểu cây kiếm của ta không thể bẩn, không thể bẩn với máu thằng này được ấy. Chán đéo chịu được thề. Kìa. Thầy Vũ dùng cái phép đấy là đốt, rất là đốt mana đấy. Em cũng thấy là anh đi chém thường dùng phép khác. Anh á. Không phải kháng kìa. Đã bảo là nó không cần bẩn cây kiếm của nó mà. Vũ đi luôn giờ mà. anh lộn vào trong nó, đừng có lộn ra ngoài, lộn ra ngoài. Chiều đấy không, thực ra chiều đấy thì lúc mà mạnh nhảy xuống thì lúc ấy cầu nguyện đấy. Anh lộn vào trong nó. Không, chiều đấy là phải bỏ target đi xong mình chạy, xong mình nhảy cũng được. Chạy thẳng trong. Bỏ target đi. Thì hồi xưa đánh hết hơi sang sang phê hà chết luôn, cày vãi lìn. Anh Vũ, anh để dành cái Kame cho gì đây? Phê 1 anh bắn phép thường rồi. Thường mana vậy. Phép thường á? Kame cứ tốn ma chứ, chắc chứ. Yeah. Mà con này anh bắn Kame nó cũng chả mất bao máu đâu. Cái bọn tầm boss lết này thì nó mạnh rồi. Game hết rồi. Ơ kìa. Đó. Và đây sao giờ Vũ lại lép rồi? Vũ lép mẹ anh rồi. Vũ bị lép rồi. Vũ vào lại đi. Nó đi đến kìa. Hai cái kiếm này nó cùng cát sửa kiều luôn. Không cho con chó này một tường nào để chạy. Ôi đi, okay. Mày ôi đi. Không thấy máu, thích máu đâu, thế là em đi đây. Ê. Được rồi, hai anh em được. Chết ngay mà. Thấy nó mất máu không? Em xem có thấy nó mất máu không? Như là mất chứ không mất. Sao Vũ này đây chém biết đâu này? Anh Vũ ở thành phố khác. À, this. Cái phải lộn vào trong. Anh okay, Vũ ở thành phố khác chém cơ. Vũ. Ôi, cứ chạy đi để tao chém. À không, đây, Vũ chém con kia đâu vào đấy mà. Vũ chém con kia vẫn mất máu mà. Cái đéo gì thế này. Kìa. Ôi trời, đừng chém nữa để cho thắng. Con này phải thắng gì chứ.
đi con này đừng đứng chém con đấy. Tôi cũng đéo hiểu là như thế nào luôn. Đấy Vũ chạy đâu đấy? Ơ kìa, đạt ảnh rồi. Ơ Vũ lại chém từ xa thôi. Chém từ xa. Đứng chém. Đứng chém từ xa đi. Ơ kìa. Ơ đây. Ê, con lẻ này chơi vời. Con mau nó hồi như này. Giết nó đi Vũ ơi, đứng luôn. Đứng cái nào, con hồi lên. Đứng chém đi, nó không giết rồi. Có tít để bay mẹ rồi anh em ơi. Còn tên anh em ơi. Mít mít đi, cũng đánh tim rồi. Nó chết chưa? Nó sắp chết rồi. Chưa. Anh cứ chém nó đầy nó tận kia. Hunter buồn. Hunter buồn đi. Ủa chém nó đấu ướt cả máu đó kìa. Chưa. Đầu ấy ướt ngấm máu. Ông Vũ ơi từ từ bây giờ mày bắn cắp Mezuko đi, cũng đã vào nói mà. Bắn cắp Mezuko, bắn cắp Mezuko. Phải vãi đồ anh Vũ tận máu. Bắn cắp Mezuko đi. Bắn bừa đi vào đâu cũng được. Đúng rồi. Anh đi. Đấy, con kia chạy giảm đi con gì. Được. Tôi anh em nhìn trong cả. Đi rồi, nó đi rồi. Ui, rồi mà lên nhà thế thôi. Ăn tơ buồn. Nhớ biết nói. Đấy, để tao ngồi. Thì mẹ đỏ vẽ cả đầu á. Chết mẹ cười mất. Đầu đầu nhuốm đỏ. Ơ kìa. Ra ngoài, ra ngoài. Ngoài à? Đây à? Đầu nhuốm máu, đầu đổi máu luôn. Đéo hiểu kiểu gì. Chơi pet cả đầu. Chán. Con boss này Hunter bảo có là sao anh nhỉ? Tôi không hiểu. Vũ tao còn đéo tại sao lại giết nó chứ. Ừ. Vũ không đéo được nhìn cảnh nó chết luôn mà. Bên tao là đứng im. Ơ gì đấy. Doctor rồi trên chắc phải gọi bằng cụ thật thì đéo hiểu. Cái này phải gọi là cái phép gì cho đúng nhỉ anh em nhỉ? Tội đã phải gọi là nó là cái phép gì luôn. Ơ, chưa hồi sinh à? Rồi. Giết boss thần hoi đi đừng dùng bất cứ tôi có muốn đâu. No dam, no dam luôn đéo nữa. No dam. No dam. Có content đấy anh em ơi. Giết Malenia no dam. Vũ solo chứ. Vũ solo no dam. Solo squad chứ. Hunter buồn chứ. Nghe giọng buồn hẳn ấy. Mẹ ăn nó chứ. Thế mà giờ. Mẹ ăn nó chứ. Thôi các bạn, như vậy là content là quá đủ cho buổi chơi ngày hôm nay rồi. Đi ngủ thôi. Quá đủ content rồi. Ôi 480.000 luôn cơ. Ừ 400.000 con này 400.000 mà. Nghĩ gì? À, tăng xem có gì mua nữa. Tăng lại up level thôi. Anh em phải bảo là nếu không qua Malenia thì anh em không. Nhưng mà sợ cũng rén, thành ra là. Rồi 480.000 run thôi à? Quay lên tận. 6 level. Đội anh lên được 3 level. Về sau giết Radagon cũng thấy Hunter thổ huyết mất. Ừ sau khi cứ như thế thì cứ vào trước trận cái là Vũ ao mẹ ra ấy. Xong bắt đầu vào đánh boss rồi Vũ bắt đầu chui vào. Game. Cách không điểm Việt à?